chương 5020, hiển lộ huy phong. Lăng Hàn cố ý bảo lưu thực lực chỉ vận dụng 95 đạo quy tắc, nhưng bây giờ người nên xuất thủ đều xuất thủ, hắn cũng không giấu giếm thực lực nữa. Oanh, 99 đạo quy tắc đan vào thành cây gậy thật đáng sợ, một kích đánh nhiều đế tử chật vật né tránh. Nhưng đế tử cũng không phải ăn chay. Sau khi Lăng Hàn đánh một gậy, bọn họ thừa cơ tấn công. Ông, đỉnh đầu Lăng Hàn xuất hiện và tháp buông xuống hỗn độn khí, cũng ngăn cản toàn bộ công kích. Âm âm, mặc dù thân tháp chấn động nhưng cũng sinh ra lực phản chấn lên người lăng hàn nhưng lực chấn động nhỏ như thế tính là gì so với thể phách cường đại của lăng hàn một đám cạn bã lăng hàn giết đi ra cây gậy quét ngang hắn cho thấy phong vô địch thái đến đồng tâm hiệp lực hàn vân lớn tiếng kêu lên bị một sáu chủ giết thê thảm như vậy mặt mũi bọn họ không còn thật sự cho rằng không đối kháng được ngươi sao các đế tử đều cười lạnh oanh bọn họ liên thủ vận dụng thánh lực vào tay, sau đó cùng nhau tấn công vào cây gậy. Bành, dù sao cũng hơn 10 thế hệ hoàng kim, hơn nữa còn có thánh uy bộc phát, liên thủ với nhau vẫn có thể ngăn cản cây gậy của Lăng Hàn. Lúc này, còn thừa lại ba tên thế hệ hoàng kim nhân cơ hội tấn công Lăng Hàn. Ngươi cho rằng ta không phòng bị, Lăng Hàn cười một tiếng, hắn khoát tay, nói, các ngươi thích, cầm lấy đi, hai tay của hắn chấn động. Trong hai tay xuất hiện một thanh quy tắc kiếm tấn công ba tên thế hệ hoàng kim hóa ba tên thế hệ hoàng kim khiếp sợ, bọn họ vội vàng lui lại. Bọn họ quá bị quan niệm cố hữu lừa gạt, chỉ cần bắt được binh khí của Lăng Hàn thì chiến lực của Lăng Hàn sẽ giảm mạnh. Thứ này là quy tắc biến thành, Lăng Hàn buông tay là có thể ngưng tụ lần nữa. Hắn cường thế truy sát ban tên thế hệ hoàng kim, các thế hệ hoàng kim khác vội vàng đuổi theo, không thể cho Lăng Hàn cơ hội đánh tan từng người. Nhưng nói đến tốc độ, bọn họ làm sao so sánh với Phượng Dực Thiên Tường. Lăng Hàn chấn động đôi cánh hỏa diễm, hắn chỉ dùng vài giây là đuổi kịp ba tên thế hệ hoàng kim. Trật tự kiếm chém xuống còn mang theo năng lượng hủy diệt. Uy lực sẽ càng khủng bố, đây mới là sát chiêu chân chính của Lăng Hàn. Ba tên thế hệ hoàng kim đã lui không thể lui, bọn chúng quát lớn và phản kích Lăng Hàn. Lúc này không cho phép bọn họ lùi bước, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Bành, ba người liên thủ tấn công quy tắc kiếm. a, à, bọn họ đều kêu thảm thiết, quy tắc kiếm tăng thêm năng lượng hủy diệt, uy lực thật sự đáng sợ, trực tiếp đánh tan phòng ngự của bọn họ, từ đó tạo thành phá hoại nhục thân thật lớn. Nhưng Lam Hàn cũng không dễ chịu, lực lượng thánh cấp phản phệ cũng làm hắn phun máu tươi, hắn cảm thấy trong cơ thể có ba lực lượng dị trùng tăng vọt, mặc dù không phải rất mạnh nhưng cấp độ rất đáng sợ, nắm giữ năng lực nghiền ép hắn. Cho nên, ba lực lượng này như cây kim, mặc dù đâm rách vết thương không lớn nhưng không ngừng phá hư cơ thể của hắn, hắn không thể áp chế trong thời gian ngắn. Đây chính là lực lượng thánh nhân, dù chỉ là một khối thánh cốt, hơn nữa hay vẫn là dung hợp ở một tên tôn giả trong cơ thể, chỉ có thể phát huy ra một chút xíu uy lực. Thừa cơ hội này, phía sau đế tử cấp tốc giết tới đây. Lăng Hàn vận chuyển thập tu thuật, đem trong cơ thể dị trùng lực lượng tạm thời áp chế, sau đó phát động phượng dực thiên tường, từ vòng vây bên trong giết đi ra. Sau khi đánh một kích này, Lăng Hàn bị thương nhẹ, nhưng ba tên đế tử bị trọng thương, nếu không có thánh cốt trong người bảo hộ, có lẽ ba người này đã bị miểu sát. Các đế tử đều kinh hãi, đến tôn giả, Thế tử phù không còn tác dụng, nếu như bị giết chính là tử vong chân chính, không có khả năng sống lại. Giết, bọn họ bộc phát sát khí, phải thừa dịp Lang Hàn bị thương giải quyết đối thủ mạnh nhất này. Oanh, bọn họ đều vận dụng năng lực đặc thù của Tôn giả, tứ cực diễn hóa, trên thông thiên, dưới tiếp địa, giống như cự nhân không gì làm không được. Lang Hàn chỉ trốn không công, hắn sử dụng thập thu thuật luyện hóa lực lượng dị chủng trong cơ thể, đây chính là thánh lực, mặc dù ít đến thương cảm nhưng lại như cây kim nhọn đâm vào cơ thể lăng hàn cực kỳ khó chịu kể từ đó hắn tự nhiên lâm vào hạ phong đế tử thừa thắng truy kích tứ cực thông thiên tiếp địa vừa là vũ khí của bọn họ lại là tai mắt của bọn họ cho dù lăng hàn chạy đến đâu cũng gặp công kích lăng lệ ác liệt còn tốt phượng dực thiên tường đầy đủ châu bò từ đó lăng hàn tung hoành tự nhiên rất nhanh lăng hàn nhanh chóng ép thánh lực ra khỏi cơ thể lần này chiến lực của hắn khôi phục hoàn toàn không có nỗi lo về sau oanh hắn lại vung gậy quy tắc tấn công tốt tiểu thanh long cùng đại hắc cẩu đều hò hét triệu uy hầu ca không quan tâm hắn tiếp tục nhìn về phía trước bởi vì hắn tuyệt đối tín nhiệm lăng hàn tứ cực thông thiên tiếp địa bị cây gậy quy tắc quét ngang nguyên nhân là do trên cây gậy có năng lượng hủy diệt lực phá hoại của thứ này còn vượt xa tôn giả huynh đệ lúc này đột nhiên hầu ca kêu một tiếng đi cùng lão tôn hỏa nhãn kim tinh tỏa sáng hắn đã khám phá tất cả tốt lăng hàn cười ha ha hắn thu hồi công kích thả người bay tới bên cạnh hầu ca đế tử chỉ đuổi theo hai bước liền ngừng lại một lăng hàn đã khó giải quyết lại thêm một hầu ca phải biết hầu ca bước vào tôn giả cảnh còn sớm hơn thế hệ hoàng kim hơn nữa còn lấy một địch ba với đám người đế tử thiên giết đám người đế tử thiên chật vật chạy trốn hắn lại thêm lăng hàn hai người liên thủ còn mạnh hơn rất nhiều đi hầu ca vác côn sắt trên tay hắn nhanh chân tiến lên hoàn toàn không thèm nhìn các đế tử loại xem thường này rất có lực sát thương từ đó thế hệ hoàng kim đều giận dữ nhưng không nói gì. Lăng Hàn đi theo hầu ca, cũng không phải bước đi loạn, mà là phù hợp một loại quy luật nào đó. Đám cháu con rùa, có gan đi cùng, đại hắc cầu cùng tiểu thanh long cùng nhau giơ ngón giữa với các đế tử, sau đó cùng đi với Lăng Hàn. Những lời này đã chọc giận các đế tử, nhưng trong cốc vô cùng khả năng từng bước nguy cơ, hoàn toàn không thích hợp vây công, cho nên, bọn họ tùy tiện đuổi theo có khả năng bị Lăng Hàn tiêu diệt từng bộ phận, hoặc mượn sát cơ trong hẻm núi chém giết bọn họ bọn họ hai mặt nhìn nhau, bách lý thiên, yến đông minh không xuất hiện, chẳng ai có thể làm gì được lăng hàn. phía trước, hầu ca một ngựa đi đầu, hỏa nhãn kim tinh bao phủ, hắn nhìn rõ sát cơ trong hẻm núi, mỗi một bước đều rất chú trọng, không thể bước sai. sau khi đi thật lâu, bọn họ cũng đi tới cuối hẻm núi, bọn họ kinh ngạc phát hiện cuối hẻm núi là một trường ấn. a, à, chẳng lẽ hẻm núi này là bị người ta xuất trưởng quét ngang? bốn người lăng hàn đều nói ra suy đoán, người xuất thủ vô cùng cường đại chương 5021, Thánh Dược và tay gãy. Vừa rồi Lăng Hàn giao thủ với các đế tử, chiến lược bộc phát hoàn toàn, không có bảo tồn một tia. Thế nhưng hẻm núi vẫn bình yên vô sự, chỉ rơi xuống vài khối đá vụn, từ đó có thể thấy nơi này chắc chắn cỡ nào. Nhưng một trường đánh thủng mấy trăm dặm, uy khủng bố cỡ nào. Cho nên, người xuất thủ chắc chắn vượt xa tôn giả. Thánh nhân, nơi này là thánh nhân mộ địa, từ xưa đến nay có quá nhiều thánh nhân chạy tới nơi này tìm kiếm thánh hỏa, hoặc tăng cường thực lực hoặc kéo dài thọ nguyên cho nên thánh nhân xuất hiện ở đây cũng bình thường a à, có mùi thuốc thánh dược sao bốn người đồng thời hít sâu một hơi bởi vì bọn họ ngửi được mùi thuốc lỗ chân lông toàn thân mở ra cảm giác thật dễ chịu dường như thiên đạo đang ở trước mắt có thể vươn tay chạm vào chỉ có thánh dược mới có thể làm được hơn nữa còn là thánh dược đã chín mùi đã dung nạp tinh thần lực thời gian mảnh vỡ quy tắc bốn người vội vàng tìm kiếm bọn họ nhanh chóng tìm được một gốc cây phía trên vừa vặn kết ra bốn quả trái cây thánh dược đôi mắt bọn họ tỏa sáng bọn họ đều là tôn giả hoặc có chiến lực tôn giả nếu trực tiếp dùng thánh dược dược lực cường đại sẽ nghiền chết bọn họ nhưng lang hàn là đan sư hơn nữa là đan đạo đế vương cho nên chỉ cần hắn xuất thủ luyện chế thánh dược thành đan hoàn toàn có thể hạ thấp tiêu chuẩn để tôn giả phục dụng dù sao hắn còn đạt được thánh đan sư chân truyền nhưng bọn họ không hành động thiếu suy nghĩ nguyên nhân chính là trên thánh dược tỏa ra thánh uy nếu tiến lên sẽ tan xương nát thịt kỳ quái bốn người đều không hiểu không quản tiên dược gì bản thân đều không thể có lực phá hoại nhiều nhất mang một ít độc và gai nhọn mà thôi thế nhưng nơi này có uy áp thánh nhân phóng ra đây là việc không thể tưởng tượng nổi cổ quái bọn họ đều nói lang hàn và hầu ca phân biệt mở nhãn thuật và hỏa nhãn kim tinh quan sát sau đó bọn họ gật đầu vấn đề không nằm ở gốc thánh dược này mà là phía dưới nó nơi đó có hào quang bao vây một vật lang hàn nói nhãn thuật của hắn không thể xuyên qua hào quang để nhìn rõ bản chất hầu ca gật đầu hắn cũng nhìn ra đồ vật khác thường vậy làm sao bây giờ đại hắc cẩu vội vàng nói thánh dược đấy nó đang ở trước mặt nhưng không thể hái thật sự gấp muốn chết lang hàn và hầu ca đều tiếp tục quan sát nếu chuyện không thể làm vậy bọn họ sẽ từ bỏ cho dù thánh dược tốt nhưng có thể so với tính mạng sao có thể thực hiện, nửa ngày sau, hai người đồng thời nhìn nhau, ai cũng gật đầu. Hầu ca, người phối hợp với ta, Lăng Hàn nói, được, Hầu ca gật đầu, hai người tách ra một chút, sau đó đồng thời tiến lên phía trước một bước. a à, Tiểu Thanh Long cùng Đại Hắc Cẩu đều kinh ngạc, nguyên nhân Lăng Hàn cùng Hầu ca đang yên đang lành, cũng không nhận tổn thương gì. Phải biết, phía trước có Thánh Uy khủng bố, không nói sẽ nghiền nát hai người thành mảnh vỡ, ít ra cũng làm bọn họ đổ máu toàn thân nhưng lang hàn và hầu ca không bị ảnh hưởng đúng rồi tiểu thanh long vỗ tay phân tích nói nếu như xem phía trước là trận pháp vậy hai người bọn họ phân biệt bước lên tiết điểm hơn nữa cộng minh với tiết điểm vừa vặn có thể ảnh hưởng trận pháp cũng giảm uy lực xuống thấp nhất cũng chỉ có lang hàn và hầu ca có thể làm được bởi vì bọn họ đều thức tỉnh thần thông nhãn thuật đương nhiên những người khác đinh thụ thủy nhất cũng làm được đám người đế tử minh cũng có hư không nhãn nhãn thuật bọn họ cũng có thể nhưng mà đám người đinh thụ còn chưa chạy tới, mà đế tử minh không đến. Đại hắc cầu nghe xong, nó chợt hiểu ra, nhưng sau khi tiểu thanh long nói xong, nó lại xấu hổ. Cầu ra không phải không hiểu, cần tiểu thí hài ngươi chỉ điểm hay sao? Tiện cầu, không phải long ra dạy ngươi, ngươi biết cái gì? Tiểu thanh long lập tức chế diễu lại, cắn chết thần lằn, ta đánh chết tiện cầu ngươi. Gâu, ngao, hai tên gia hỏa này lại náo loạn. Lăng Hàn và Hầu Ca cùng tiến lên, hai người đã đi tới trận nhãn, đây là tiết điểm mấu chốt nhất cũng giúp thánh uy không ảnh hưởng tới bọn họ sau khi đi vài chục bước bọn họ đã đi tới trước thánh dược lang hàn xuất thủ hắn hái trái cây trên thánh dược xuống nhìn xem phía dưới hắn hỏi hầu ca gật đầu ánh mắt mang theo chờ mong xem ra hầu ca chẳng những hiếu chiến hắn cũng là người tò mò lang hàn và hầu ca đào bùn đất ra không bao lâu bọn họ phát hiện đám ánh sáng kia sau khi dùng mắt thường nhìn đoàn ánh sáng kia không trói mắt có thể nhìn rõ đồ vật trong đoàn ánh sáng. Trên thực tế phải nói là thứ gì đó đang phát sáng. Một cái tay, tay gãy, đó là cái tay bị chân áp, năm ngón tay tinh tế, thon dài, làn da tuyết trắng, nhẵn nhụi, vừa nhìn đã biết là tay nữ tính, cổ tay bị chặt đứt, có thể nhìn thấy xương trắng và máu chảy. Ngô, lang Hàn cùng Hầu Ca cảm thấy đôi mắt đau đớn, sau đó có máu tươi chảy ra. Hai người vội vàng quay đầu đi, cũng chôn bùn đất lại, sau đó nhanh chóng quay trở về các ngươi thấy cái gì? Đại hắc cầu cùng tiểu thanh long vội vàng hỏi, một cái tay gãy, lăng hàn nói, hắn lau máu tươi trên mặt, còn tốt, con mắt không bị thương. Hẳn là tay của thánh nhân, thậm chí còn là bàn tay đánh xuyên qua hẻm núi. Cho nên, nơi này có thánh uy ngập trời không thể tiếp cận, lại có thánh huyết dựng dục nuôi sống thánh. Đó là thánh nhân rất mạnh, ân, thánh nhân bình thường, cho dù 18 cái tay trôn xuống đất cũng chưa chắc có thể dựng dục thánh dược thành thục. Hiện tại một cái tay gãy đã bồi dưỡng ra một gốc thánh dược, thánh nhân này cũng có tu vi thất tinh trở lên. Đáng tiếc, nàng gặp cường địch và cánh tay bị chặt đứt. Tay gãy nhất định bị chặt đứt khi thánh nhân còn sống, nếu không, nếu chém xuống sau khi chết, thánh huyết sẽ không có hoạt tính, không có khả năng bồi dưỡng ra thánh dược. Chỉ có sống mới có thể cung cấp sinh cơ bừng bừng. Thánh nhân mộ địa, cuối cùng là mộ địa thánh nhân sau khi chết hay mộ thánh nhân khi sống? Bốn người đều cảm khái, nơi này quá tà môn hy vọng lão gia tử có thể an toàn rời đi. Chúng ta đi, nếu thánh dược đã bị hái, bọn họ lưu lại nơi này làm gì? Bốn người tiếp tục đi tới, sau khi vượt qua hẻm núi, phía trước là rừng rậm màu đen cực lớn, nhưng chính giữa có con đường rộng rãi kéo dài về phương xa, không thể nhìn thấy điểm cuối. Chương năm 2022, huyết trùng, đây là rừng rậm màu đen đáng sợ, cây cối nơi này chưa chết, chúng vẫn tỏa ra sinh cơ. Trong rừng rậm màu đen chỉ có một loại cây, cây cối cao nhất cũng gần trăm trượng, nhưng lá cây lớn như quạt bồ bóng loáng như sắt mảnh mặc dù nơi này có sinh cơ nhưng lại cho người ta cảm giác khô héo lăng hàn và hầu ca đều dùng nhãn thuật quan sát sau đó gật đầu không ngại có thể đi bốn người xuất động đi vào trong rừng rậm cổ quái sau khi đi một lúc lâu lăng hàn nói ân cổ quái đại hắc cầu cũng nói chỗ nào cổ quái tiểu thanh long hỏi than lăn người thật sự quá non đại hắc cầu nhân cơ hội giáo huấn tiểu thanh long Ngươi xem một chút, cây cối nơi này thành phiến, nhưng trên mặt đất không có lá cây, chuyện này không cổ quái sao. Cái này, tiểu thanh long trầm ngâm một lúc, nói, có lẽ có gió lớn quét đi, tại sao không quét ngươi đi? Đại hắc cẩu nói, cho dù có gió lớn không ngừng, ngươi sẽ nhìn thấy lá cây bay trong gió, mà gió dừng lại, trên mặt đất khẳng định có lá rụng. Hiện tại, ngươi không thấy có lá nào rụng hay sao? Tiểu thanh long lập tức im lặng, nói đến chiến lược cùng dai, Tiểu Thanh Long khẳng định sẽ mạnh hơn Đại Hắc Cẩu, nhưng nói đến lịch duyệt, Tiểu Thanh Long thuốc ngựa cũng không thể so sánh với Đại Hắc Cẩu. Ở trong nguyên thế giới, Đại Hắc Cẩu sống bao lâu? Tất cả thánh nhân ngộp lại cũng chưa chắc sống lâu bằng Đại Hắc Cẩu. Cho nên, Lăng Hàn và Đại Hắc Cẩu phản ứng với chi tiết chung quanh hơn xa Tiểu Thanh Long cùng Hầu Ca, đó là vì bọn họ trải qua quá nhiều. Vậy ngươi nói, nơi này có chuyện gì? Tiểu Thanh Long hỏi, Lăng Hàn cũng suy nghĩ vấn đề này, nói. Thứ nhất, lá cây vĩnh viễn không tàn lụi tiếp theo trong lòng đất có sinh vật ăn lá cây vừa rơi xuống sẽ bị ăn hết nhưng là hai loại khả năng này quá nhỏ lá cây sẽ thường xuyên rơi xuống dù sao vùng rừng rậm này lớn như vậy nhưng trong tầm mắt của bọn họ lại không có lá cây nào đi hái một đám lá cây là biết hầu ca nói ở đây phân tích thật lâu không bằng động thủ thử một lần đây chính là mạch suy nghĩ của hầu ca luôn luôn sử dụng phương thức đơn giản nhất xử lý vấn đề cũng không quan tâm phương thức này nguy hiểm hay không nhân khẩu của đấu chiến thánh hoàng thưa thất cũng có nguyên nhân lang hàn cảnh cáo chính mình nên sửa hầu ca đi đến bên cạnh đại thụ đưa tay nắm lấy một đám lá cây hắn còn cách lá cây ba trượng nhưng lấy thực lực của hắn đừng nói chỉ đứng xa ba trượng cho dù ba vạn trượng cũng dễ như bàn tay nhưng bọn họ lại phát hiện hầu ca vươn tay bắt nhưng lá cây không rơi xuống a à, mặc dù nói giết gà không dùng dao mổ trâu hầu ca chắc chắn sẽ không vận dụng bao nhiêu thực lực nhưng một tên tôn giả cửu tinh xuất th lại không hái được một đám lá cây xảy ra chuyện gì hầu ca cũng sửng sốt một chút nếu là lăng hàn khẳng định sẽ phát động nhãn thuật quan sát tỉ mỉ một chút cho dù thế nào cũng phải nghiên cứu một phen nhưng ý nghĩ của hầu ca lại cho hắn mạch suy nghĩ mới ba rốt cuộc hắn cũng hái được một lá cây nhưng cả đại thụ rung lên như vật sống bốn người lăng hàn giật mình cây này rất cổ quái còn chưa nghĩ xong chỉ thấy chỗ lá cây bị hái có một con trùng màu đỏ bò ra trên người có đường vân màu vàng nhạt và mọc đầy chân nhỏ, ngọ nguậy, nhìn chúng vô cùng buồn nôn. Con côn trùng này nhìn chằm chằm bốn người lăng hàn, đôi mắt nhỏ của chúng mang theo sát ý. Xeo, côn trùng cong người và bay tới lăng hàn. Ngóa, lăng hàn nhe răng, cũng không phải hắn hạ thủ, tại sao lại nhìn chằm chằm vào hắn chứ? Người nhìn tu vi ta thấp dễ khi dễ sao? Ha ha, đại hát cầu cùng tiểu thanh long cười to. Lăng hàn lắc đầu, hắn đưa tay ấn một cái, con côn trùng này lơ lửng trên không trung. Giáo chủ, T, chỉ một con côn trùng cũng đủ châu bò. Đại Hắc Cẩu và Tiểu Thanh Long cùng nói, hung thú sẽ không tu luyện, tự nhiên trưởng thành đạt tới cảnh giới nhất định sẽ dừng lại. Nhưng nói như vậy, hung thú có thể đạt tới cảnh giới cao đều có tên, ví dụ như Thái Cổ Ma Tượng, Thanh Văn Hắc Mãng. Một con côn trùng ký sinh trên cây lại có thực lực cấp giáo chủ, rất không có đạo lý. Phải biết, mặc dù hung thú trưởng thành sẽ đạt tới cảnh giới tương xứng, nhưng cũng phải có đủ thức ăn mới được. Thử nghĩ, Giáo chủ đã được gọi là đại năng, muốn nuôi ra một con hung thú như vậy, cần có bao nhiêu năng lượng? Cây đại thụ này cung cấp nổi sao? Hơn nữa chưa hẳn chỉ có một con, thử lại lần nữa, bọn họ lại hái lá cây, quả nhiên, xuất hiện con côn trùng thứ hai, nhưng sau khi hái lá cây thứ ba lại không có côn trùng xuất hiện, nhưng lá cây thứ tư lại có. Sau khi hái trăm lá, bọn họ đã đưa ra kết luận đại khái, trong cây này có rất nhiều côn trùng ký sinh, đại khái mỗi 10 lá cây sẽ có 7-8 con ký sinh. Đây là con số kinh người, nhìn cả cánh rừng xem, có bao nhiêu côn trùng. Tất cả đều là côn trùng cấp giáo chủ. T, hiện tại, hơn 10 đầu côn trùng đang ngọ nguậy, muốn tránh thoát lang Hàn khống chế và tấn công hắn. Lang Hàn búng tay một cái, ba ba ba, đám con trùng biến thành bọt máu. Chỉ là giáo chủ cũng dám làn càn trước mặt của hắn. Nhưng hắn xuất một chiêu cũng đủ miểu sát đại đa số tôn giả cửu tinh. Đám côn trùng này yếu hơn giáo chủ bình thường rất nhiều. Hắn lại bổ sung, nhưng kiến nhiều cắn chết voi, nếu đám côn trùng này đều xuất hiện, không ai có thể chịu nổi. Đại Hắc cẩu nhe răng nói: "Tiểu Thanh Long hiếu kỳ, những cây này là tiên thụ sao? Nếu không, tại sao bồi dưỡng ra nhiều côn trùng cấp giáo chủ như vậy?" Nói như thế làm bốn người bị kích thích, một gốc hắc thụ có thể bồi dưỡng được mấy trăm đầu huyết trùng, hắc thụ cần năng lượng lớn cỡ nào? Hơn nữa hắc thụ này nhiều kinh người, đến, chặt một gốc thử một chút, bọn họ đều nói, hắc thụ nhiều như vậy nắm một gốc tới thử nghiệm cũng có thể tiếp nhận được bọn họ vẫn không có động thủ bởi vì cảm thấy phía sau có ba động bốn người quay đầu nhìn lại chỉ thấy đám người thủy nhất đinh thụ vạn đạo đang tiếp cận trừ bọn họ ra các đế tử cũng đi theo sau các đạo tử rớt lại phía sau trước hết chờ một chút lăng hàn nói tốc độ của tôn giả nhanh cỡ nào hiu 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 chỉ thấy đám người thủy nhất đáp xuống a à, nơi này thật nhiều trùng thi vạn đạo lập tức nói khí tức giáo chủ Thủy Nhất cũng nói, thật tanh hôi, Thủy Thanh Sưởng dùng tay ngọc quạt quạt trước mũi. Bọn họ đều kỳ quái, tại sao trên đất có nhiều côn trùng như thế? chương năm 2023, Biển trùng. mọi người đều hiếu kỳ, nơi này có nhiều côn trùng như thế. Bọn họ nhìn rừng rậm màu đen trước mặt, tất cả đều do dự. Phía trước trôn giấu bao nhiêu nguy hiểm, bọn họ đến tìm kiếm cơ duyên, cũng không phải đi tìm cái chết. Bốn người lăng hàn không nói gì, những cây cối này có thể là đại dược bí mật này nên giấu mới tốt vùng rừng rậm này có quái lạ thủy nhất đột nhiên nói ân không có lá dụng phá thiên cũng nói nghe bọn họ một nhắc nhở như vậy mọi người đều tỉnh ngộ quả nhiên không thích hợp lăng hàn thở dài người khác có khả năng sơ sẩy nhưng cùng là bá chủ nguyên thế giới đám người thủy nhất không đủ lịch duyệt hay sao có người xúc động đi hái lá cây phát hiện không thể tùy tiện hái xuống thì hiếu kỳ nhưng cho dù khó cũng có thể làm khó được tôn giả giáo chủ rất nhanh một đám lớn lá cây bị kéo xuống nhưng từng đầu huyết trùng bò ra khỏi cuống lá hiu 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 chúng lao tới đám người hư chỉ là cấp giáo chủ có người cười lạnh hắn xuất ra một trường ba 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 huyết trùng tử vong một đám lớn giáo chủ làm sao vậy lăng hàn trợn mắt nhìn sang đó là một tôn giả hơn nữa còn là tứ tinh nhưng bị lăng hàn chừng một cái cũng không dám thả cái rắm khốn kiếp Mặc dù vị này là giáo chủ nhưng thực lực lại vượt qua Tôn giả Cửu Tinh. Hắn nhất thời nhanh miệng đả kích Lăng Hàn, tự nhiên là tự rước lấy nhục. Nơi này tôn giả quá nhiều, tùy tiện xuất thủ cần quét một phen đã giết sạch huyết trùng. A, à, đám côn trùng này sống nhờ nhựa cây sao? Có người lập tức nói, "T, hấp thu nhựa cây có thể trở thành giáo chủ, những cây này." Tất cả mọi người hít khí lạnh, đây là bảo tàng. Không ai nhắc nhở, mọi người tản ra và chặt hắc thụ. Bảo vật, bảo vật Ai, lang Hàn lắc đầu, hắn cảm thấy đáng tiếc, nhưng vùng rừng rậm này quá lớn, bốn người bọn họ cũng không có khả năng lấy toàn bộ, ăn một mình là chuyện không thể nào. Bang, 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 người nơi này có thực lực yếu nhất chính là cấp giáo chủ, muốn chặt một gốc cây còn không đơn giản. Mặc dù cũng có chút độ khó, nhưng rất nhanh, đã có từng gốc đại thụ ngã xuống. Trong thân cây có càng nhiều huyết trùng bò ra, chúng tấn công mọi người. Không chỉ như thế, có người đào tận gốc hắc thụ, việc ấy chẳng khác gì chọc vào tổ ong vò vẽ, chỉ làm đám huyết trùng tuôn ra nhiều hơn, hình ảnh lít nha lít nhích làm người ta sợ hãi. Lăng Hàn cũng tiện tay chặt đứt một cây đại thụ, ánh mắt của hắn mang theo kinh ngạc. Thì ra thân cây giống, thời điểm chặt đứt sẽ có chất lỏng phun ra ngoài, cũng tỏa ra mùi thối giữa. Đây là tiên dược, Lăng Hàn lắc đầu, trong đó ẩn chứa năng lượng kinh người, lại tràn đầy độc tính, căn bản không thích hợp võ giả luyện hóa. Nếu cưỡng ép luyện hóa sẽ chỉ hại chết mình, thọ nguyên rút ngắn thật nhanh. Khó trách những huyết trùng có thực lực yếu như thế, bởi vì chúng nó là hung thú có bệnh. Oanh, 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 theo càng nhiều đại thụ ngã xuống, số lượng huyết trùng tăng nhiều, lấy vạn, thậm chí mấy chục vạn mà tính toán. Dù là thực lực của bọn nó rất yếu, mà dù sao cũng là giáo chủ cấp A, số lượng này đạt tới trình độ nhất định lúc như cú khủng bố vô biên. Phốc, 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 bọn nó phun ra ra chất lỏng, hóa thành từng nhánh mũi tên, hướng về mọi người đánh tới. Chất lỏng này mang theo mùi hôi thối làm cho người ta ngửi mà buồn nôn. Đã có người bắt đầu nôn mửa, hơn nữa, cho dù nhắm mắt lại cũng vô dụng, loại hôi thối này thông qua làn da truyền vào trong cơ thể, cho nên mọi người nôn mửa và không có sức chiến đấu. Làm thế chẳng khác gì ta đánh không lại ngươi nhưng có thể buồn nôn chết ngươi sao. Đại Hắc Cầu còn nói thầm, nó chính là tôn giả, lấy quy tắc hóa thành hộ thuẫn, chất lỏng không thể xuyên thấu qua. Nhưng mấy chục mấy trăm đạo cùng đánh tới, hộ thuẫn cũng tan rã. Đúng là kiến nhiều cắn chết voi. Có người trúng chiêu, bị chất lỏng đánh vào người, làn da của đối phương bắt đầu thối giữa, hơn nữa còn không ngừng mở rộng, thân thể nhanh chóng tan rã. Đúng là rất khủng bố. Hiện tại, các tôn giả còn ứng phó được, nhưng giáo chủ lại cố gắng hết sức, số lượng đám huyết trùng quá nhiều. Đi đi đi, người còn sống sót đều hét lớn, bọn họ vội vàng bay lên không trung và bay vào rừng. Cái gì mà tiên thụ, là nát thụ thì đúng hơn. Không ai có tham niệm nữa, tất cả đều rời đi nhưng đám huyết chúng đã bị chọc giận chúng cũng bay lên bầu trời và công kích hư thật sự cho rằng sợ các ngươi sao có rất nhiều tôn giả tức giận không động thật sự các ngươi còn hùng hổ dọa người soát 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 các tôn giả xuất thủ quy tắc thất tinh bộc phát tứ cực chống trời ngay sau đó huyết trùng tử vong thành phiến trước đó tôn giả cũng gia nhập đội ngũ rút lui không phải các tôn giả đánh không lại mà là không cần thiết không vớt được chút chỗ tốt đánh cọng lông gì nhưng huyết trùng liên tục bức bách các tôn giả đã tức giận. Bốn người lăng hàn cũng không có xuất thủ, bọn họ đứng trên không trung nhìn đám huyết trùng công kích. Có động tính, đột nhiên lăng hàn nói, sau đó nhìn về phương xa. Hầu ca cũng nhìn sang, lại nhìn thấy mặt đất bị phá vỡ, một con côn trùng to lớn bỏ ra, nó dài 10 trượng, thân thể tròn vo, nhất là bụng phồng đến cao cao. Con trùng này đưa mông lên bầu trời, sau đó cái bụng nhúc nhích, bành bành bành, bành ngay sau đó từng cột sáng bắn vào đám người trên cao. Ba, có người chưa kịp trốn tránh bị chùm sáng đánh trúng, bọn họ biến thành tròn vo và nổ tung, máu tươi bắn ra tung tóe. A, à, một người không kịp trốn tránh bị máu thịt bay trúng người, người nọ kêu la thảm thiết và hóa thành nước đen. Lực ăn mòn thật đáng sợ, mặc dù người nọ chỉ là giáo chủ, nhưng dính chút ảnh hưởng cũng bị miểu sát, tất cả mọi người cũng cảnh giác. Đây là côn trùng cấp tôn giả, đại hắc cầu nói, thả cái rắm cũng lợi hại như thế, khó trách ăn mòn mạnh như vậy, phốc phốc phốc, con trùng lớn không ngừng công kích, trùng sáng như đạn pháo bắn vào đám người. Hừ, có tôn giả xuất thủ, một kích đánh nát trùng sáng, ánh sáng mang theo dịch ăn mòn bắn tung tóe, uy lực không kém gì khi người bị dính phải nổ tung. Sắc mặt mọi người thay đổi, thật khó giải quyết, bắt giặc bắt vua trước, phá thiên hừ một tiếng, hắn từ trên cao giết xuống. Nhưng mà huyết trùng liều mạng ngăn cản, mặc dù tử vong nhiều hơn nữa cũng phải ngăn phá thiên tới gần côn trùng to lớn. Chương 5024, tận diệt Phá thiên chính là tôn giả thất tinh, đối phương là bá chủ nguyên thế giới, hắn cường đại cỡ nào. Sau khi vận dụng sát khí xung kích, hắn căn bản không cần ra tay, huyết trùng chung quanh ngã xuống. Hắn đã là giết tới và chém ra một kiếm lăng lệ. Phốc, con trùng to lớn bị chém chết tại chỗ, chất lỏng bắn tung tóe khắp nơi. Mọi người đều gieo hò, một kiếm này quá đẹp, không hổ là phá thiên, mạnh. Nhưng mọi người còn chưa hoan hô xong đã thấy mặt đất rung động, lại côn trùng to lớn phá đất chui ra, lần này không phải chỉ có một đầu, mà là sáu đầu. Ngoá, mọi người còn tưởng rằng con côn trùng to lớn kia chính là trùng hậu, cho nên huyết trùng mới liều mạng bảo vệ như thế, chỉ cần chém giết thì đám huyết trùng khác sẽ không còn chỉ huy. Nhưng sự thật lại không phải như thế, những côn trùng to lớn vẫn còn nhiều, hơn nữa, sáu con không phải là con số cuối cùng. Giết, mọi người không hề trốn tránh, mặc dù không có chỗ tốt, nhưng đám côn trùng này lại quấn lấy bọn họ, không chém sạch sẽ thì đừng mong rời đi. Đã như vậy, mọi người cũng có giác ngộ ban đầu mọi người có ý định làm theo ý mình thậm chí còn thù địch lẫn nhau nhưng bây giờ lại thả thù hận xuống liên thủ tiêu diệt bầy trùng kỳ thật bọn họ cũng không tính liên thủ chỉ tạm thời không xuất thủ với nhau mà thôi bốn người lăng hàn gia nhập chiến đoàn bọn họ đều có chiến lược tôn giả thực lực sẽ rất cường đại một kích có thể tiêu diệt rất nhiều côn trùng nhưng số lượng huyết trùng bình thường quá nhiều căn bản giết không hết sau khi ngã xuống thì số lượng càng nhiều Lăng Hàn để mắt tới sáu con côn trùng, hắn bay thẳng tới một con côn trùng. Hầu ca cũng nhắm vào một con, một bên khác, mấy người thủy nhất, vạn đạo đều bay về một con côn trùng to lớn. Mặc dù đám côn trùng này ít nhưng uy hiếp lại cực lớn, nhất định phải giải quyết trước tiên. Đồng thời, vô số huyết trùng tiến lên ngăn cản, không cho bọn họ tùy tiện đắc thủ. Ông, Lăng Hàn, Thủy Nhất, Vạn Đạo đều phát động sát khí xung kích, đây là lợi khí đối phó quần công tốt nhất căn bản không cần ra tay cũng có rất nhiều côn trùng ngã xuống. Mấy người kia thế như trẻ tre, trực tiếp xiết tới trước mặt côn trùng to lớn. Bang, 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 bọn họ cùng thi triển thủ đoạn, một kích qua đi, đám côn trùng to lớn, rất nhiều chất dịch bắn tung tóe bọn họ sử dụng bí lực tạo thành hộ thuẫn nên có thể bình yên vô sự. Đại quân côn trùng bị bọn họ ngăn cản, lại có 10 con côn trùng to lớn xuất hiện. Đã như thế, cứ giết, tất cả mọi người đều đại khai sát giới tốc độ tiêu diệt của bọn họ rất kinh người những võ giả khác không phải không có tổn thất cũng có thật nhiều giáo chủ hóa thành bùn nhão có chút gãy tay gãy chân hoặc trọng thương dễ dàng làm cho người ta tuyệt vọng nhất chính là số lượng côn trùng không có giới hạn giết một nhóm lại có một nhóm gia nhập quá đả kích sĩ khí ý chí chiến đấu vừa tiêu tan sẽ bị đánh chúng dễ dàng nếu bị chất dịch ăn mòn như vậy khẳng định sẽ trọng thương càng ngày càng nhiều võ giả lui ra khỏi cuộc chiến hoặc là tử vong hoặc là trọng thương nhưng đều là giáo chủ tôn giả có mạnh, chiến đấu cường độ cao như thế vẫn làm bọn họ bị thương. Ba ngày sau đó, tất cả mọi người cảm thấy áp lực nhẹ đi. Bọn họ phát hiện, số lượng huyết trùng đang giảm bớt. Mặc dù còn có côn trùng giết ra khỏi lòng đất nhưng cho dù là số lượng hay tốc độ đều giảm rất nhiều. Tinh thần bọn họ rung động, nhất cổ tác khí tiêu diệt đám côn trùng còn lại. Đến tận đây, đã không còn côn trùng giết ra, tất cả mọi người thở ra, sau đó đáp xuống và điều chỉnh. Bí lực của Lăng Hàn vô tận nên không cần nghỉ ngơi, hắn quan sát chung quanh, sau trận chiến chỉ còn lại 300 tên võ giả. Tổn thất rất thảm trọng, tới đây đều là thế hệ trẻ tuổi, đều có hy vọng xung kích cảnh giới càng cao hơn, cho nên, mặc dù chết là giáo chủ nhưng lại là tôn giả tương lai, thậm chí là thánh nhân. Lăng Hàn nhìn dưới mặt đất, nói, hiện tại ta càng hiếu kỳ đám côn trùng tới từ đâu. Như vậy sẽ lật úp cả vùng đất, hầu ca cười nói, hắn vung gậy nện mạnh vào mặt đất. Bành, Trọng kích này làm mặt đất rung động, đám người đang điều chỉnh chung quanh giật mình. Ngươi làm cái gì, thật nhiều người đều trợn mắt nhìn hầu ca. Hầu ca chống cây gậy và nghiêng đầu, nói, muốn đánh nhau phải không, lão tôn phụng bồi. Lập tức, tất cả mọi người im lặng, hầu ca mạnh cũng chỉ có tiêu chuẩn thế hệ hoàng kim, hơn nữa hắn đã là tôn giả cửu tinh, thế gian có mấy người sánh ngang hắn. Lăng Hàn hỗ trợ tiến hành phá mặt đất, sau khi đám người thủy nhất, đinh thụ nhìn thấy cũng gia nhập đội ngũ của bọn họ những người này đều có tính cách vô cùng hiếu kỳ đám trùng không có khả năng xuất hiện vô duyên vô cớ hơn nữa bọn họ còn chưa xử lý trùng hậu đấy a à, lang hàn kinh ngạc thì thì mặt đất không phải là mặt đất chân chính mà là mang theo một ít co giãn lại tràn đầy vật chất mục nát nên tỏa ra mùi tanh hôi đào đào phốc đột nhiên một dòng máu phun ra ngoài dòng máu cao mười mấy trượng, sau đó lại chậm lại huyết dịch sôi trào còn mang theo thứ gì đó màu trắng vô cùng tanh hôi tất cả mọi người kinh ngạc đây là tình huống như thế nào? Lòng đất sẽ có máu tươi, lang hàn rung động, trong đầu hắn có một suy đoán nhưng không nói thành lời. Tiếp tục đào, máu tươi càng chảy càng nhiều, hóa thành một hồ máu, máu tươi mang theo đồ vật màu trắng đục giống như thịt, lại giống như dầu trơn, nhìn rất khó phân biệt. Nữ võ giả không tự chủ che mũi và lui ra xa. Cái mùi này quá gây mũi, căn bản không chịu đựng nổi. Oanh, đột nhiên, toàn bộ mặt đất rung động, bởi vì hầu ca vừa đánh ra một côn mạnh hơn trước là tình huống thế nào? Bành, mặt đất lại run lên, lúc này phập phồng càng lợi hại. Đi, Lăng Hàn quát một tiếng, hắn lập tức bay lên cao. Đám người hầu ca tín nhiệm Lăng Hàn vô điều kiện, nghe hắn nói liền bay vút lên cao. Bọn họ bay lên không trung và thu tất cả vào tầm mắt. Bọn họ hoảng sợ phát hiện, thì ra mặt đất đang nhúc nhích, dường như bên dưới có đổ vật gì đó đang xông ra. Trùng hậu sao, đám người đinh thủ cũng phản ứng cực nhanh, tất cả mọi người đều bay lên không trung, cũng không biết có phải bọn họ quá tự tin hay không, thậm chí còn đang công kích mặt đất. Oanh, đột nhiên mặt đất rung động nhanh hơn, những người vẫn còn trên mặt đất bay lên cao, có mấy người bay chậm bị đánh thành bọt máu. Tình huống như thế nào? Ngóa, đây là thứ đồ gì? Ông trời của ta, mọi người hô lớn, chương năm 2025, thánh thú. Cái gì xuất hiện trước mặt đám người lăng hàn? Một đầu dã thú to lớn, nó có hình trâu, trên lưng còn mọc ra từng cái gai nhọt, phần đuôi là đuôi bò cạp, cái đuôi cong lên đầy sắc nhọn. Cái gì là mặt đất và rừng rậm, đều không phải, vừa rồi mọi người đều đứng trên lưng của nó, rừng rậm màu đen chính là lông mọc trên lưng của nó. Hiện tại vẫn có thể thấy rõ ràng, trên lưng của nó có một vết thương rất lớn, đó là bị mọi người đánh ra, nhưng đối với hình thể khổng lồ của nó thì đây là vết thương không có ý nghĩa. Thánh cấp, mọi người hét lên đầy kinh ngạc, nhưng đây là hung thú sắp chết, mặc dù vẫn có khí thức sinh mệnh nhưng vô cùng yếu ớt, chẳng phải nói huyết trùng sinh ra từ cơ thể của nó. Trời ạ, à, ký sinh trùng đều là cấp giáo chủ, thậm chí có con đạt tới tôn giả, con thánh thú này khủng bố bao nhiêu. Thánh nhân thất tinh, thậm chí bát tinh, cửu tinh, mặc kệ nó là thánh nhân mấy tinh, tính mạng của nó đã sắp đi tới cuối con đường, cho nên thân thể mới suy bại như vậy, cũng đã sinh ra ký sinh trùng. Nếu không, thân thể thánh nhân đương nhiên thánh khiết hoàn mỹ, làm gì sinh ra côn trùng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người vô cùng khẩn trương không dám có chút dị động nào. Đây chính là một đầu thánh thú, mặc hắn thống trị nguyên thế giới hay thế hệ hoàng kim, trước mặt tồn tại này đều không có ý nghĩa. "Cảm ơn." Một ý niệm xuất hiện trong đầu và truyền vào đầu mỗi người. Đó là thánh thú dùng thần thức truyền âm. Oanh, chỉ thấy thánh thú ngã xuống, một lần nữa biến thành một mảnh rừng rậm. Nó đã sắp chết, cho nên trong cơ thể sinh ra vô số ký sinh trùng cũng không phải chuyện lạ, thẳng đến khi trên lưng bị mở ra cái miệng lớn thì nó mới nhúc nhích một chút cũng biểu đạt cảm tạ mọi người. Việc này rất dễ liên tưởng, bởi vậy mọi người cũng cảm khái. Đây chính là thánh thú thắt tinh, nhưng còn bây giờ thì sao, cũng chỉ kéo dài hơi tàn, thậm chí chỉ có thể mặc cho ký sinh trùng trong cơ thể tràn lan mà không có biện pháp. Hơn nữa, trùng hậu không chết, không bao lâu nữa sẽ tiếp tục sinh sôi hậu đại, tiếp tục tàn phá bừa bãi cơ thể của thánh thú. Thánh nhân làm đến mức này cũng đủ uất ức, tiểu hàn tử, nếu như ngày nào đó cẩu ra cũng lâm vào tình trạng này, người quả quyết cho cậu ra một trường đại hát cầu thổn thức nói được lang hàn gật đầu đại Hắc cầu lập tức nhảy dựng lên người có ý gì hy vọng nhìn thấy cậu ra có một ngày như vậy sao khốn kiếp đây không phải là người nói hay sao trả lời chính xác là nếu cậu ra rơi xuống tình trạng như vậy người cũng phải cố gắng cứu vãn đại Hắc cầu nói lang hàn bó tay rồi con chó này trước sau đều đê đề tiện như vậy cút mọi người cho rằng nơi này có cơ duyên không nghĩ tới chỉ uổng phí công sức còn mất rất nhiều người. Đi, mọi người nhao nhao lên đường, thánh nhân mộ địa tuyệt đối không chỉ lớn như vậy, địa phương khác còn có cơ duyên, nếu lấy được thánh dược thì không tệ. Lăng Hàn không hành động, hắn nói, cứu người cứu đến cùng, không bằng chúng ta chém trùng hậu đi. Được, Hầu Ca lập tức gật đầu, hắn muốn làm chuyện gì đó sẽ không bỏ dở nửa chừng. Đại Hắc Cẩu và Tiểu Thanh Long không muốn xen vào việc của người khác, nếu như Lăng Hàn và Hầu Ca đều nói như vậy, bọn họ cũng gật đầu. Lăng Hàn thả thần thức ra biểu đạt muốn tiêu diệt trùng hậu cho thánh thú, tránh thánh thú nghĩ bọn họ có ý đồ xấu, liều mạng sắp chết cũng đồng quy vô tận với bọn họ. Thánh nhân sắp chết cũng không thể coi thường, qua thật lâu, thánh thú truyền ra ba động yếu ớt biểu thị đồng ý. Đi, bốn người nhảy vào trong miệng vết thương đã đào móc, hiện tại bọn họ đã sáng tỏ, đó là mạch máu của thánh thú. Thánh thú vô cùng cường đại, mạch máu thô to như dòng sông, hoàn toàn có thể cho bốn người đi lại tự do nhưng sinh mệnh của thánh thú sắp đi tới cuối cùng, huyết dịch trong cơ thể, cơ bắp, xương cốt đều suy bại, cũng tỏa ra khí thức diệt vong, mà loại khí thức này không ngừng phá hoại sinh mệnh lực. Đám người lang hàn sử dụng quy tắc hộ thuẫn trèo chống trận cỗ khí thức này, nhưng khí thức đó không ngừng ăn mòn, hộ thuẫn cũng không kiên trì được thời gian quá dài. Bọn họ cần phải bổ sung quy tắc tiêu hao liên tục, mà quy tắc cần niệm lực điều động, nói cách khác, hành tẩu tại nơi này cần tiêu hao thần hồn. Hơn nữa, tốc độ tiêu hao rất nhanh, nhớ kỹ nơi này, thời điểm niệm lực tiêu hao nhiều thì nhất định phải trở về. Ân, bốn người chia ra hành động, đi tìm trùng hậu kia. Nhưng thánh thú quá lớn, mạch máu trong cơ thể càng dày đặc, chiều dài của thánh thú gộp lại cũng đỏ quấn quanh tinh cầu vài vòng. Bọn họ ở chỗ này bị hạn chế, một lát nữa phải ra ngoài, khôi phục niệm lực, hiệu suất tìm trùng hậu rất thấp. Hai ngày sau, bọn họ vẫn không phát hiện trùng hậu, ngược lại huyết trùng lại xuất hiện. Trùng hậu lại bắt đầu đẻ trứng, tiếp tục như vậy phải hao tổn tới khi nào lăng hàn câu thông cùng thánh thú muốn bảo thánh thú cung cấp vị trí trùng hậu như thế hắn có thể trực tiếp giết qua há không đơn giản nhưng thánh thú đang hấp hối thần chí cũng không phải tỉnh táo nếu là người bình thường hấp hối nhiều lắm là vài phút nhiều nhất một ngày nửa ngày nhưng thánh thú có thọ nguyên quá dài thời gian hấp hối có lẽ là mấy trăm năm mấy ngàn năm qua thật lâu lăng hàn mới thu được thần thức trả lời chỉ ra một địa điểm lăng hàn lập tức xuất động và tiến về nơi đó sau khi đi vào hắn phát hiện đây là trái tim của thánh thú. Hắn thuận theo mạch máu đi vào, chỉ thấy một con côn trùng to lớn bám vào vách buồng tim, điên cuồng hấp thu vật chất tinh hoa trong máu, đồng thời cũng phun ra rất nhiều huyết trùng. Lăng Hàn hừ một tiếng, hắn lập tức giết tới. Mấy trăm đầu huyết trùng lao lên ngăn cản, nhưng chúng bị sát khí xung kích của Lăng Hàn tiêu diệt sạch sẽ. Xoát, hắn vung tay phải, quy tắc hóa thành một đạo thần mang chém vào trùng hậu. Trùng hậu cũng là cấp tôn giả, nhưng ở trước mặt Lăng Hàn, tôn giả bình thường tính là cái gì. Thần mang chém qua, trùng hậu lập tức tử vong, lăng hàn cũng tiêu diệt trứng trùng sạch sẽ, lần này dù có cá lọt lưới cũng không có thành tựu. Hắn rời đi, bước ra khỏi thân thể thánh thú, đi, hắn nói, a à, chúng ta vất vả hai ngày, cứ đi như thế. Đại hắc cầu nhe răng, chẳng phải thua thiệt hay sao, lăng hàn cười một tiếng, chúng ta hành sự chỉ cầu một cái ý niệm trong đầu thông suốt, không phải chuyện gì cũng cần hồi báo. Ha ha, lời này hợp tâm ý lão tôn hầu ca vỗ tay cười to tốt các ngươi vui vẻ là được rồi đại hắc cầu nói đợi một chút thời điểm bốn người rời đi một đạo thần niệm truyền vào thức hải của bọn họ chương năm nghìn hạt giống quy tắc là lão thánh thú bốn người lăng hàn ngừng lại lão thánh thú có bảo vật hồi báo bọn họ chúng ta thật xấu hổ khi nhận đấy đại hắc cầu xoa xoa móng vuốt nhưng vẻ mặt hớn hở đã bán đứng nó đây là bản thánh ngưng tụ hạt giống quy tắc tặng cho các ngươi, đây là thứ duy nhất bản thánh có thể đưa ra. Thần thức của lão thánh thú vang lên trong thức hải của bọn họ. Sau đó, trong không khí xuất hiện bốn chùm sáng, hạt giống quy tắc, bốn người lang hàn đều mừng rỡ. Muốn thành thánh, điều kiện tiên quyết chính là tháp thánh hỏa, bản chất tháp thánh hỏa là cái gì? Chính là nắm giữ quy tắc thiên địa, sử dụng lực lượng tự thân thấp sáng thánh hỏa, như vậy có thể nắm giữ và lý giải tuyệt đối với quy tắc thiên địa, mà dựa vào tín ngưỡng lực, kỳ thật cũng có thể xem như một loại quy tắc, nguyện lực sinh linh sẽ hình thành quy tắc đặc thù. Mà hạt giống quy tắc chính là lý giải quy tắc biến thành hạt giống, sử dụng phương thức lặng lẽ quán thâu cho ngươi, tự nhiên cũng vô tri vô giác giúp ngươi nắm giữ quy tắc. Nhưng chỉ có thánh nhân mới có thể luyện chế hạt giống quy tắc, hơn nữa còn dùng bản thân hy sinh làm trả giá, cho nên, làm gì có thánh nhân nguyện ý hy sinh chính mình thành toàn người khác. Lão thánh thú hào phóng như vậy, thứ nhất đám người lăng hàn đã giải quyết phiền toái lớn cho hắn chuyện này chỉ ai trải qua việc ký sinh trùng thôn vệ huyết nhục của mình mới biết đó là cảm giác vô cùng thống khổ lại không có biện pháp đó là giày vò cỡ nào hiện tại bốn người lăng hàn chỉ mong muốn giúp hắn được ra đi bình an đây chính là ân huệ lớn một phương diện khác lão thánh thú còn chưa chết nhưng hắn đã hấp hối hy sinh một chút tu vi thì thế nào bốn người lăng hàn thu hồi hạt giống quy tắc đặt vào trong thức hải sau đó bọn họ xuất phát rời đi bọn họ cũng không có hỏi địa vị của lão thánh thú Hiển nhiên đối phương không muốn đề cập tới, bằng không lão thánh thú đã chủ động nói. Thánh thú cường đại như vậy, năm đó tất nhiên là tồn tại kinh thiên động địa. Tiểu Thanh Long nói, ân, ba người Lăng Hàn đều đồng ý, sau khi trở về chỉ cần nghe ngóng một lúc sẽ biết được thân phận của lão thánh thú. Hầu ca, cho Lăng Hàn giao hạt giống quy tắc của mình cho Hầu ca. Làm cái gì vậy? Hầu ca hỏi, đạo của ta không cho phép dung nạp quy tắc của người khác. Lăng Hàn cười nói, mà có hai hạt giống quy tắc hầu ca có thể đột phá trong thời gian ngắn, thành tựu thánh vị. Bọn họ nội tình không đủ, không có tích lũy vô số năm tháng như đế tộc, cho nên nếu như không giúp hầu ca đột phá, hắn làm sao vượt qua đám người Bách Lý Thiên, Yến Đông Minh. Lăng Hàn có chiến lược cùng dai vô song, nhưng dù sao cảnh giới quá thấp, cho dù thế nào cũng cần hầu ca ra mặt. Hầu ca nghĩ nghĩ, hắn cũng không khách khí, Lăng Hàn đi con đường không giống bình thường. Còn nữa, hắn và Lăng Hàn còn cần khách khí sao? Bốn người không ngừng tiến lên, hầu ca vừa đi vừa luyện hóa hạt giống quy tắc lúc trước hắn đã chuẩn bị sung kích thánh vị cho nên hoàn toàn có thể trực tiếp luyện hóa hạt giống quy tắc mà không cần giống tiểu thanh long và đại hắc cẩu muốn hạt giống từ từ tan ra bọn họ đi một ngày đột nhiên hầu ca mở miệng nói lão tôn có nắm chắc trong vòng hai năm thắp thánh hỏa nghe nói như thế ba người lăng hàn vô cùng vui mừng nếu hầu ca có thể ở trong vòng hai năm thành thánh khi đó hắn là thánh nhân đầu tiên trong thế hệ trẻ đương nhiên thành thánh đầu tiên không đại biểu dẫn trước, nguyên nhân bước vào thánh nhân cảnh, muốn tiến thêm quá khó khăn, mấy vạn năm khó bước ra một bước cũng là chuyện bình thường. Cho nên, đừng nhìn hiện tại kém mấy trăm năm mấy ngàn năm thậm chí trên vạn năm tu luyện, nhưng sau khi thành thánh vị, kỳ thật mọi người đều có khởi điểm như nhau. Cho dù nói như thế nào, người đầu tiên thành thánh trong thế hệ trẻ cũng nắm giữ ý nghĩa rất lớn. Sau khi tiến lên ba ngày, bỗng nhiên phía trước xuất hiện một bãi tha ma. Thực sự là bãi tha ma, đại lượng thi thể bày ra ở đó, hoặc nằm hoặc ngồi, thậm chí còn bảo trì trạng thái đứng, nhưng đều đã mất đi sinh cơ. Nhưng cho dù những người này chết rồi vẫn tỏa ra áp lực đáng sợ, giống như muốn xé nát ra của bọn họ. Thánh nhân thi, bốn người lăng hàn nói thầm, có thể làm tôn giả hoặc chiến lực tôn giả như bọn họ cảm thấy áp bách như thế, chỉ có thánh nhân cùng đại đế, mà đại đế chưa xuất thế. A, à, bọn họ đã đặt chân tới thánh nhân mộ địa chân chính như vậy đám người cửu sơn thánh nhân đi tới nơi nào? Còn có mộ địa thứ hai sao? Nơi này thánh uy tràn ngập, thần thức của đám người lăng hàn không thể phóng ra ngoài, bằng không sẽ đối địch với thánh uy, rất dễ dàng bị chém thần trí. Hơn nữa, trên thân thật nhiều thánh nhân thì có cột sáng mở mịt bao phủ và hóa thành cột sáng phóng lên trời, từ đó ảnh hưởng tới thị lực. Cho nên, ở chỗ này, năng lực cảm ứng ngoại cảnh của bốn người lăng hàn sẽ giảm xuống đáy cốc. Cẩn thận mai phục, hầu ca nói nơi này hạn chế thần thức và thị lực cho nên nếu có người núp trong bóng tối thừa dịp bọn họ đi qua và phát động công kích như vậy sẽ có phiền toái hiện tại những thế hệ hoàng kim đều đã bước lên tôn giả có một ít sắp xung kích thánh vị cho nên thật nhiều người đều có thánh khí nếu như âm thầm thức tỉnh và đột nhiên công kích đối phương sẽ mất mạng ở địa phương khác thức tỉnh thánh khí động tính quá lớn đứng từ xa đã cảm nhận được nhưng nơi này tràn ngập thánh uy không ai có thể cảm ứng động tính Đám người Lăng Hàn cẩn thận từng ly từng tí, mặc dù hắn yêu nghiệt, thực lực mạnh hơn thì cũng phải cẩn thận. Bọn họ tiến vào thánh nhân mộ địa và bắt đầu tìm kiếm. Đây là thánh nhân mộ địa sao? Căn bản chính là bãi tha ma của thánh nhân, Lăng Hàn nhìn những thi thể kia, trong nội tâm cảm thán không thôi. Những thi thể này khi còn sống đều là thánh nhân, từng người quát tháo phong vân, danh chấn tinh không, nhưng còn bây giờ thì sao, còn không phải bụi về với bụi, đất về với đất bọn họ đến đây vì tăng thực lực hay kéo dài thọ nguyên kết quả đều mai táng tại nơi này mọi thứ biến thành không đây là thê thảm thê lương cỡ nào ngay cả hậu đại cũng không có cơ hội tưởng nhớ lang hàn càng quyết tâm thành đế mặc dù đại đế cũng chết một lần nhưng sau khi chết linh hồn tương dung cùng thiên địa đế thi chôn trong hư không vĩnh viễn không người nào có thể nhìn thấy còn tốt hơn nơi này rất nhiều thánh dược thánh dược thánh dược đại hắc cẩu vừa đi vừa nói thầm mắt chó sáng ngời nơi này có thánh uy quá mạnh mặc dù không có lực sát thương gì nhưng cũng ảnh hưởng tới bọn họ tìm kiếm. Hơn nữa, thánh thi không thể chạm vào, mặc dù bọn họ đã chết vô số năm, nhưng chẳng khác gì thần binh ra khỏi vỏ, ai chạm vào sẽ bị thương. chương năm 2027, nữ sát thủ. Không có biện pháp, chỉ có thể từ từ tìm. Đám người lăng hàn thương lượng một chút, quyết định chia ra hành động. Bốn người cùng hành động, hiệu suất tìm kiếm không kém. Hơn nữa, tiểu thanh long cùng đại hắc cẩu đều là đã là tôn giả thất tinh, cho dù không đánh lại thế hệ hoàng kim, nhưng phát động phượng rực thiên tường, bọn họ vẫn là có thể an toàn thoát thân. Hơn nữa, tôn giả cửu tinh thế hệ hoàng kim chỉ có 10 người, đặt ở nơi này, tỷ lệ gặp phải quá nhỏ. Hầu ca cùng lăng hàn không cần nói, những người khác thấy bọn họ chạy còn không kịp đấy. Bốn người ước định, một tháng sau sẽ hội hợp tại lối vào bãi Tha Ma, cũng quyết định xem tìm kiếm tiếp hay đi nơi khác. Lăng Hàn chắp tay mà đi, cảm ứng Thánh Uy, kỳ thật làm thế sẽ có chỗ tốt với tu hành thánh nhân chết, quy tắc trong người sẽ dung nhập vào trong thiên địa, quá trình này rất dài, hơn nữa trong quá trình quy tắc biến mất sẽ hiển hóa, từ đó giúp người ta lĩnh ngộ. Việc này có điểm giống thánh dược, nhưng quá trình thánh dược sinh trưởng sẽ hấp thu quy tắc làm chất dinh dưỡng, cho nên mới có thể làm quy tắc hiển hóa. Cùng mang chữ thánh nhưng khác nhau chính là sinh và tử. Sinh và tử, chết hoặc sống, lang hàn xúc động, dường như hắn bắt được cái gì đó, thời điểm hắn đưa tay chạm vào lại là giống tuyết, việc này làm hắn khó chịu hắn vắt hết óc nhưng không nhớ được, hắn khó chịu suýt phát điên. Xoát, đúng lúc này, một đạo kiếm quang xuất hiện sau lưng hắn, cũng chém vào người hắn. Một kiếm này quá đột nhiên, hơn nữa cũng quá gần lăng hàn, gần đến mức không có thời gian tránh né. Sát thủ, lăng hàn hừ một tiếng, hắn vùng quyền ngăn cản kiếm quang. Sát thủ kia hiện thân, nhưng toàn thân bao phủ trong sương mù màu đen, không người nào nhìn thấy gương mặt. Dưới tình huống như vậy, Lăng Hàn vẫn kịp chống đỡ, phản ứng và tốc độ xuất quyền quá biến thái. Lăng Hàn xoay người lại, thản nhiên nói: "Ngươi là một sát thủ không tệ, nắm giữ thời cơ rất tốt, vừa rồi ta thật sự thất thần." Mặc hắn cẩn thận thế nào, nhưng đột nhiên sinh ra cảm mộ là việc không ai ngờ tới. Đáng tiếc hắn không bắt được linh quang. Sát thủ không nói gì, sương mù trên mặt rung động, giống như biểu đạt cái gì đó. Chiến thần cùng các người bám dai như đỉa. Lăng Hàn lắc đầu, "Đáng tiếc, các ngươi càng truy sát" ta lại càng cường đại. Sát thủ kia không nói, cũng không biết không muốn nói chuyện hay không phản bác. Nguyên nhân đúng là như thế, Lăng Hàn hiện tại đã là giáo chủ mạnh nhất lịch sử, thậm chí có thể quét ngang tuyệt đại bộ phận tôn giả, chỉ có thánh nhân mới có thể áp chế hắn. Lấy được thành tựu như vậy, Lăng Hàn muốn thổi thế nào thì thổi. Không nói lời nào sao, Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, không sao, ta cũng không muốn hỏi cái gì với ngươi. Hắn xuất thủ tấn công sát thủ, nhưng quy tắc hiển hiện hóa thành bàn tay chói mắt, sương mù trên người sát thủ biến mất, từ đó lộ ra thân thể trắng tuyết và dung nhanh khuynh thế, mái tóc đen nhánh dài tới eo. Đây là nữ sát thủ, nếu chỉ là nữ sát thủ còn chưa đủ làm Lăng Hàn phân tâm, nhưng hết lần này tới lần khác, thân thể của nàng trần chuồng, đây là điều làm Lăng Hàn giật mình. Ai thời điểm đánh nhau, đối thủ đột nhiên cởi quần áo, người có giật mình hay không? Huống chi còn là mỹ nhân tuyệt sắc, xeo, thừa dịp Lăng Hàn giật mình, nữ sát thủ lập tức rút lui. Nếu như đang ở bên ngoài, việc này không quan trọng, Lăng Hàn phát động phượng dực thiên tường sẽ đuổi kịp. Nhưng đây chính là thánh nhân mộ địa, thánh uy tràn ngập, thánh quang sung thiên. Hắn vừa sướng sờ thì nữ sát thủ đã biến mất, làm sao đuổi theo, Lăng Hàn sờ cầm, sai lầm này, ta kiếm cớ cái gì? Địch nhân quá giảo hoạt quá vô sỉ, dùng phương thức này làm hắn giật mình. Đánh nhiều năm như vậy, ta lần đầu tiên gặp kẻ cởi sạch chạy trốn. Cho nên, tình có thể hiểu cũng không phải lăng Hàn động sắc tâm, mà là thực sự không nghĩ tới sẽ gặp tình huống như vậy. Hy vọng lão Hắc cùng thần lần sẽ không trúng chiêu. Lăng Hàn thì thào, thực lực nữ sát thủ xem như không tồi, tu vi đạt đến tôn giả thất tinh, mà chiến lực cũng sánh bằng thế hệ Bạch Ngân. Ở chỗ này, sát thủ phục kích hiệu suất to lớn, cho nên Lăng Hàn hơi bận tâm. Nhưng bọn họ sớm muộn gì cũng gánh vác một phương, ta không cần lo lắng quá mức. Lăng Hàn gật đầu, đại hắc cầu lúc trước chính là tiên vương có chàng diện gì mà chưa từng gặp qua. Mặc dù tiểu thanh long còn quá non nhưng cũng là hậu duệ chân long. Hầu ca tự nhiên không cần hắn lo lắng, đã sắp thành thánh, nếu sát thủ kia để mắt tới hầu ca, nàng sẽ chết. Lăng Hàn tiếp tục tìm kiếm, hắn vừa đi vừa hiếu kỳ. Chiến thần cung nội tình nằm ngoài dự đoán của hắn, nữ sát thủ là tôn giả thất tinh, hơn nữa nhìn thoáng qua, sinh mệnh chi hỏa chưa đốt bao nhiêu, nàng tuyệt đối dưới ngàn tuổi có thể bồi dưỡng ra tôn giả thất tinh trẻ như thế, chiến thần cung có tài nguyên kinh người cỡ nào. Làm nghề sát thủ này rất kiếm tiền, nhưng đế tộc không ai dám trêu chọc, tự nhiên sẽ không có cửu ra, cho nên sinh ý đế tộc làm không được, chiến thần cung dựa vào cái gì có nội tình sánh ngang đế tộc. Còn nữa, trước đó có một tên ngũ nguyệt, cho dù thiên phú hay chiến lực đều không dưới thế hệ hoàng kim. Chiến thần cung dựa vào cái gì mạnh như vậy, ta đi qua hang ổ chiến thần cung, tuyệt đối không có khả năng bồi dưỡng được ngũ nguyệt hay nữ sát thủ vừa rồi. Đều nói đế tộc không muốn trêu chọc chiến thần cung, chẳng lẽ chiến thần cung còn có địa vị sâu hơn. Ta đi chiến thần cung cũng không phải hang ổ chân chính của bọn chúng. Lăng Hàn suy nghĩ, sau khi đánh với ngũ nguyệt một trận, hắn đã hoài nghi, hiện tại hoài nghi càng tăng lên. Quản khỉ gió nó là gì, chỉ cần ta có đầy đủ thực lực, cho dù ngươi giấu sâu cỡ nào cũng bị ta quét ngang. Lăng Hàn bỏ qua nghi hoặc về chiến thần cung, hắn nắm giữ tâm vô địch, hắn cũng mặc kệ địch nhân cường đại cỡ nào a à, có mùi thuốc cái mũi của lăng hàn co giật hắn tươi cười nhưng hắn là đan đạo đế vương năng lực cảm ứng rất chính xác hắn có thể phân biệt ra tiên dược trong nơi có khí tức thánh nhân nồng đậm hắn đi tìm chung quanh phát hiện ở dưới tay một thánh nhân có một gốc tiên dược tiên dược thất tinh còn ẩn chứa một tia tiên khí ha ha quả thực là chế tạo vì ta mà lăng hàn cẩn thận đi hái mặc dù nơi này thánh uy đã rất nhạt không ngại bọn họ hành tẩu ở nơi này, nhưng muốn đến gần thánh thi, thậm chí đụng vào thánh thi, khi đó sẽ có sát cơ tứ phía, phải cẩn thận. Trường 5028, giảo sát, cẩn thận hơn, lang hàn đi tới gần tiên dược thất tinh. Nhưng trên mờ u bàn tay vẫn có máu tươi đỏ thấm chảy ra. Thánh uy như thần kiếm, thể phách của hắn mạnh thì thế nào, chỉ cần chạm nhẹ cũng làm hắn chóc thịt. Đây chính là uy thế của thánh nhân, tôn giả mạnh hơn nữa, ở trước mặt thánh nhân cũng như cỏ rác. Cho nên, dưới thánh nhân đều là sâu kiến, lời này không phải nói xuông. Đại đế không cần nói, một thời đại chỉ có thể xuất hiện một người, một tay có thể che trời, trấn áp một thời đại. Thả tiên dược xuống, bỗng nhiên một giọng nói vang lên sau lưng lăng hàn, lúc giọng nói vang lên, lăng hàn cũng quay người, vào lúc người phía sau nhìn thấy đó là lăng hàn thì hắn khiếp sợ. Khốn kiếp, lăng hàn, người nói chuyện là đào vũ, hắn hiện tại đam xấu hổ, giống như bị ép cho ăn một con ruồi. Lăng hàn cười nói. Ngươi muốn ta buông xuống cái gì? Đào Vũ không nói hai lời, hắn trực tiếp xoay người chạy. Giao thủ với Lăng Hàn, khả năng bị đánh chết rất lớn. Hắn trong tương lai không lâu sẽ trở thành thánh nhân, cần gì chiến đấu với kẻ bị giam ở giáo chủ vĩnh viễn chứ, bốc lên nguy hiểm sinh tử. Chỉ cần thành thánh, giết Lăng Hàn dễ như trở bàn tay. Cho nên, tại sao phải mạo hiểm? Xeo, Lăng Hàn lóe lên, hắn đã xuất hiện ở phía trước Đào Vũ. Thật vất vả gặp mặt, không rên một tiếng đã chạy, người cảm thấy thích hợp hay không? Lăng Hàn cười nói, hơn nữa, người vẫn không trả lời ta đấy. Đào Vũ hừ một tiếng, nói, Lăng Hàn, người không nên hùng hổ dọa người, nơi này khắp nơi đều là thánh uy, một khi khai chiến, chúng ta vô cùng có khả năng đồng quy vô tận. Đây là câu dọa Lăng Hàn, một nửa cũng là lời thật. Ta nói, người vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Lăng Hàn cao giọng nói, sau đó hắn xuất ra một quyền. Bành, Đào Vũ lập tức né tránh, một quyền này đánh không chúng đánh phía một bộ thánh thi nhưng còn chưa đánh chúng đã bị thánh uy phá nát hóa thành sóng năng lượng lan ra bốn phía các thánh thi ở gần bộc phát thánh uy ầm ầm nơi đây biến thành cơn bão năng lượng việc này quá kinh khủng bên trong cơn bão năng lượng ẩn chứa thánh uy đây chính là uy hiếp chí mạng đào vũ vội vàng trốn hắn hơi né tránh đã thấy lăng hàn cũng ngăn trước mặt và đánh vào đầu của hắn hắn không thể không ngăn cản banh một quyền này ngăn cản đào vũ bỏ chạy cơn bão năng lượng quét qua. A, à, hắn phát ra tiếng kêu thảm, phòng ngự cấp tôn giả không thể ngăn cản thánh uy, sau lưng hắn xuất hiện miệng vết thương, máu tươi bắn ra như suối. Hắn không lo được nhiều như vậy, hắn vội vàng chạy trốn, bằng không hắn sẽ bị năng lượng chém giết, Đào Vũ không bao lâu sẽ bị nghiền nát thành thịt vụn. Đương nhiên hắn phải tránh né Lăng Hàn, nhưng hắn vừa nhảy ra khỏi cơn bão năng lượng thì nhìn thấy Lăng Hàn ngăn cản phía trước hắn, cũng suốt một cước đá qua. Không, hắn vừa giận vừa sợ nhưng căn bản ngăn không được, hắn bị một cước đá trở về cơn bão năng lượng. a à, hắn kêu thảm thiết, trong nội tâm mang theo hoảng sợ, chỉ cần Lăng Hàn không ngừng ép hắn rơi vào trong cơn bão năng lượng, chẳng mấy chốc hắn sẽ bị chém giết. Ghê tởm, ta liều mạng với ngươi, đào vỗ hét lớn một tiếng, trên người bộc phát thánh uy và lao thẳng về phía Lăng Hàn. Hắn dẫn động thánh cốt trong cơ thể, bạo phát ra chiến lực mạnh nhất. Cút về, Lăng Hàn xuất quyền ngăn cản, năng lượng hủy diệt bộc phát toàn diện. Oanh, ở trước mặt năng lượng hủy diệt, từng tia thánh lực thì như thế nào? Một quyền này đánh tới, đào vũ lại bị đánh vào trong cơn bão năng lượng, trên nắm tay của lăng hàn xuất hiện máu tươi. Không có cách, thánh lực chính là thánh lực, dù có năng lượng hủy diệt tan rã thì vẫn còn một tia đánh tới, từ đó tạo thành ảnh hưởng lên lăng hàn. Còn tốt, hắn chỉ bị chóc ra, cũng không có đả thương được xương cốt. Ngươi, sắc mặt đào vũ hoảng sợ, tiếp tục như vậy hắn sẽ chết, hắn nằm mơ cũng không ngờ tới, chính mình sẽ chết thảm như vậy quá uất ức, lăng hàn, chúng ta ra ngoài đánh một trận, không chết không thôi. Hắn quá to, ngươi xứng sao, lăng hàn cười nhạo, hắn xuất thủ ngăn cản, bành, đào vũ bị đánh bay vào trong cơn bão năng lượng. Thời điểm đào vũ lại giết ra lần nữa, toàn thân của hắn đầy máu tươi, cũng thiếu đi một cánh tay trái, cảnh tượng vô cùng thê thảm. Hắn càng biệt khuất, đường đường thế hệ hoàng kim, hiện tại bị một cơn bão năng lượng rảo sát. Cho dù làm quỷ cũng không an ổn, nhưng mà, Lăng Hàn lại tát một cái làm cho hắn phải đón đỡ, sau đó lại bị đánh bay vào bên trong cơn bão năng lượng. Qua vài chục lần như thế, khí tức sinh mệnh của Đào Vũ trôi qua thật nhanh, bị Thánh Uy rảo sát tại chỗ, hắn có thể kiên trì nhiều lần như thế cũng nói rõ thực lực cường đại của hắn. Đương nhiên, trong đó có tác dụng rất lớn của Thánh Cốt. Hắn lao ra lần nữa, thân thể lung lay sắp đỏ, hai mắt nhìn chằm chằm Lăng Hàn, trong mắt mang theo thù hận vô tận. Bành, thì tính sao, Lăng Hàn lại xuất thêm một trường, đào vũ lại bị đánh bay vào bên trong cơn bão năng lượng lần này hắn không thể trốn ra ngoài chết rồi đường đường đế tử thế hệ hoàng kim tôn giả bát tinh hắn đã chết rồi cho nên nói không thành thánh cuối cùng chỉ là sâu kiến không thành đế vạn cổ sẽ nhấn chìm ngươi lang hàn thì thào thậm chí cho dù đã thành đế chỉ có thể huy hoàng một thời đại trong lịch sử cũng không chỉ có bao nhiêu đại đế như hiện tại có rất nhiều đại đế bị chôn vùi trong dòng sông lịch sử không có sinh mệnh vĩnh hằng cũng không có truyền thuyết vĩnh hằng. Lăng Hàn thu hồi cảm thán, đây là chuyện sau hắn Nhi, hắn hiện tại chỉ cần chuyên chú vào con đường võ đạo của bản thân. Hắn rời đi xa xa, cơn bão năng lượng kia không có hắn công kích, năng lượng dần dần ổn định lại. Tiếp tục đu chung quanh, Lăng Hàn chợt có thu hoạch. Mặc dù nơi này thánh thi trải rộng, nhưng thánh nhân tới đây phần lớn thọ nguyên sắp khô cạt, lực lượng thánh cấp có hạn, làm sao có khả năng mỗi người sau khi chết đều dựng dục ra thánh dược. Lại nói, Thánh nhân nhất tinh nhị tinh không có tư cách này, ít nhất phải là thánh nhân ngũ tinh mới có đầy đủ lực thánh cấp dựng dục ra một gốc thánh dược. Thánh nhân rất khó tăng lên, có bao nhiêu người đã tới ngũ tinh. Cho nên, có thu hoạch ở nơi này đã không tồi, còn trông cậy vào có rất nhiều. Một tháng sau, Lăng Hàn gần như đi dạo qua nơi này một vòng, hắn quay lại lối ra hội hợp với đám người hầu ca. Rất nhanh, bốn người phân biệt xuất hiện, không thiếu một ai. Trên thân mỗi người đều có vết tích chiến đấu, dù sao cũng là bí cảnh tầm bảo không có trải qua chiến đấu mới là kỳ quặc. Bọn họ đều nói chuyện xảy ra một tháng nay, khi Lăng Hàn nói đến nữ sát thủ, Đại Hắc Cầu cùng Tiểu Thanh Long cảm thấy tim đập nhanh, nếu như đổi thành bọn họ, bọn họ có khả năng trọng thương. Sau khi thổn thức, bọn họ liền phơi bày thu hoạch, mọi người hết sức hài lòng với thu hoạch. Xuất phát, có lẽ còn có phần mộ thứ hai, chương năm 1029 thi tháp, ở chỗ này cũng không có gặp được cửu sơn thánh nhân, cũng không phát hiện hình bóng của thánh nhân khác. Cho nên, nơi này cực kỳ có khả năng không chỉ là một bãi tha ma bọn họ thông qua qua thánh nhân mộ địa tiếp tục đi lên phía trước được rồi bốn ngày sau đó quả nhiên phía trước lại xuất hiện một bãi tha ma làm cho bọn họ kinh ngạc chính là ở trung tâm bãi tha ma có một đống xác chết nhô lên thật cao nó như một tòa tháp nhọn đứng từ xa vẫn có thể nhìn thấy a à, là ai làm bốn người nhìn nhau mọi người rất hiếu kỳ muốn nói những thánh nhân trước khi chết ngồi và nằm lên nhau bọn họ một vạn cái không tin làm sao có thể chứ, cố ý tạo thành ngôi mộ sao, nhưng muốn nói thánh nhân sau khi chết bị người ném lên thì sao. Thánh nhân sau khi chết thánh uy tràn ngập, cũng không phân địch ta, chỉ cần có người đến gần, đụng vào thì sẽ bộc phát, bảo đảm giết tôn giả như giết kiến. Cho nên, muốn di chuyển thánh thi, cũng chỉ có thể là thánh nhân. Thủ hỏi có thánh nhân nào ăn no dỗi việc, không có việc gì cầm thi thể chồng lên chơi. Bất kể như thế nào, cứ đi lên tìm kiếm tiên dược. Bốn người chia ra hành động, một tháng sau sẽ hội hợp tại đây. Trong một tháng, Lăng Hàn lại gặp mấy tên đế tử, nhưng vận khí của bọn họ không tồi, trốn đi nhanh chóng, không có cho Lăng Hàn cơ hội, việc này làm hắn cảm thấy tiếc nuối. Trên thực tế, những đế tử này mới khổ sở, đường đường tôn giả, hiện tại bị một tên giáo chủ truy sát, người nói đây là chuyện gì. Lăng Hàn cố ý đi tới tòa tháp cao mất kia, hắn muốn quan sát tình huống trong khoảng cách gần, nhưng thánh thi nơi này quá nhiều, thánh uy chồng lên tạo thành áp lực kinh khủng, căn bản là không có cách tới gần. Hắn mở nhãn thuật ra quan sát tỉ mỉ, không thu hoạch được gì, hắn không nhìn ra quy luật của thi tháp, càng không khả năng xuyên thấu qua thánh thi nhìn xem bên trong có thứ gì. Ngừng ở nơi này mấy ngày, lúc này Lăng Hàn mới rời đi. Sau khi tới kỳ hạn, Lăng Hàn ra ngoài hội hợp cùng đám người hầu ca. Bọn họ đều tới thánh nhân thi tháp, nhưng không ai tới gần, thị lực lại không thể xuyên thấu nên không có đầu mối. Đi thôi, bọn họ xuất phát, tiếp tục đi về phía trước, lại qua hai ngày sau, bọn họ thấy thánh nhân mộ địa thứ ba, mà xa xa, bọn họ lại nhìn thấy thánh nhân thi tháp. a, à, tại sao mộ địa đầu tiên không có? lúc này, bọn họ quyết một tháng sau tụ tập dưới thánh nhân thi tháp tìm tiên dược. lang hàn đi quanh mấy ngày cũng không thu hoạch, nhưng hắn không đặt trong lòng đại dược thất tinh và thánh dược là thứ tùy tiện thu hoạch hay sao? mấy ngày sau có thể có thu hoạch, hơn nữa thu hoạch kinh người. hả, hắn sững sờ, hắn nghe thấy tiếng nói với âm lượng kinh người. Hắn đi tới, nhưng không phát ra chút động tĩnh nào. Tứ cực thảo đã cho ngươi, vì cái gì còn không thả chúng ta rời đi. Có người lớn tiếng quát tháo, lang hàn đã tới gần, chỉ thấy phía trước có hai phe đang đối đầu, một phương có bốn người, một phương chỉ có một người, nhưng một người lại chiếm thượng phong. Thế hệ Hoàng Kim, Trình Phong, bốn người đối diện chính là đạo tử Thánh Địa, đặt ở bên ngoài tự nhiên huy phong bắt diệt, nhưng trước mặt thế hệ Hoàng Kim, thứ nhất, bọn họ cảnh giới không bằng thứ hai, cho dù cảnh giới tương đương cũng không phải đối thủ. lăng hàn hơi suy nghĩ tứ cực thảo sao thành tôn như vậy đạo quả trong cơ thể sẽ diễn hóa tứ cực, mà cái gọi là tứ cực chính là bố cái trụ chống đỡ tiên khu. cho nên phẩm chất bốn cái trụ càng cao, đương nhiên chiến lược tôn giả cũng càng mạnh. tứ cực trụ do quy tắc biến thành, mà đều là quy tắc thất tinh, cũng không chia cao thấp, cho nên tôn giả diễn hóa tứ cực trụ không khác nhau. thế nhưng mà thế gian có tiền dược có thể tăng phẩm chất cực trụ chính là tứ cực thảo. Khó trách Trình Phong muốn đánh cướp bốn người này, tứ cực thảo có thể giúp hắn đắp nặn cực trụ phẩm chất cao hơn, khi đó đốt thánh hỏa càng dễ dàng. Đối mặt bốn người này chất vấn, Trình Phong chỉ chắp tay sau lưng, hắn cao ngạo nói. Không có cái gì vì cái gì, bởi vì ta đột nhiên muốn giết các ngươi. Người động sát ý nên muốn giết người, đây là lý luận kiểu gì? Bốn tên đạo tử vô cùng phẫn nộ, nhưng tức giận thì thế nào, nội tình thánh địa có thể so sánh với đế tộc sao? đạo tử có thể so sánh với đế tử sao? Trình Phong, nơi này thánh uy tràn ngập, người muốn động thủ, chúng ta cũng sẽ liều chết phản kích, đến lúc đó người cũng khó thoát khỏi cái chết. Một tên đạo tử uy hiếp, các người có cơ hội như vậy sao? Trình Phong tươi cười, vẻ mặt vô cùng khát máu. Hắn đưa tay quét qua một cái, xoát, quy tắc thất tinh hóa thành thần mang chém qua bốn người. Với thực lực tôn giả cửu tinh của hắn, muốn giết bốn tên giáo chủ đương nhiên dễ như trở bàn tay. Nhưng mà, Đột nhiên có một người xuất hiện ngăn cản. Ân, Trình Phong kinh ngạc, có người xuất thủ hóa giải công kích của hắn. Ai? Hắn nhìn sang vị trí của Lăng Hàn, Lăng Hàn mỉm cười, cất bước đi ra. Lăng Hàn, Trình Phong khiếp sợ, đây là địch nhân hắn không muốn gặp nhất, thậm chí còn đáng sợ hơn cả Hầu Ca. Dù sao, Hầu Ca cũng chỉ có tư chất thế hệ hoàng kim, mặc dù trong tay nắm giữ thánh liệu tạo thành cây gậy nhưng hắn cũng không phải không có thánh khí nơi tay. Nhưng Lăng Hàn có quá nhiều thủ đoạn hơn nữa năng lượng màu đen quá kinh khủng có thể ăn mòn thánh lực buông tứ cực thảo xuống lang hàn nói giống như ra lệnh cho tôi tớ trình phong biến sắc đây chính là giọng diệu hắn vừa nói với bốn tên đạo tử hắn thấy đây là chuyện đương nhiên nhưng hắn là đế tử hắn ra lệnh thì có gì không đúng nhưng mà bây giờ bị người ta dùng ngữ khí như vậy quát tháo từ đó làm cho hắn cảm thấy rất khó chịu hắn khó chịu bốn tên đạo tử cảm thấy ra đầu tê dại thậm chí muốn khóc ở trước mặt trình phong bọn họ giống như con chó, không hề có chút tôn nghiêm, muốn cướp đoạt đồ vật của bọn họ thì cướp đoạt, mà bọn họ có thể làm chính là cầu xin. Hiện tại, Trình Phong cũng chịu khuất nhục như bọn họ, bọn họ hả giận cỡ nào. Lăng Hàn, tốt, Trình Phong ngưng mắt nhìn Lăng Hàn, biểu lộ uy nghiêm đáng sợ. Hắn thật sự muốn ra tay với Lăng Hàn, nhưng nhớ tới việc các đế tử vây công Lăng Hàn, thực lực sát thủ đế tử không phải thổi ra, hắn không phải là đối thủ của Lăng Hàn. Giao thủ với Lăng Hàn, khả năng hắn không đánh lại là rất lớn. Hắn nhíu mày lại, nói, nơi này thánh uy tràn ngập, người ta giao thủ, không ai chiếm được chỗ tốt. Bốn tên đạo tử nghe thế, trong lòng càng hả giận. Đây là lời của bọn họ, là giọng điệu bất đắc dĩ và yếu thế. Người châu bò nữa đi, ta bảo người buông tứ cực thảo xuống, người không có nghe sao. Lăng Hàn nói, hắn không quan tâm Trình Phong uy hiếp. Trình Phong suy nghĩ liên tục, hắn nâng tay lên và ném tứ cực thảo ra ngoài. Sau đó, hắn hử một tiếng và quay người rời đi. ta cho ngươi đi hay sao? lang hàn thản nhiên nói. trương năm nghìn không trăm ba mươi tháp sập. cái, cái gì? trình phong cứng đờ. tứ cực thảo đã cho ngươi, ngươi còn muốn như thế nào? hắn áp chế lửa giận hỏi. lang hàn cười một tiếng. kỳ quái, ta chỉ bảo ngươi buông tứ cực thảo xuống, lại không có nói buông xuống thì cho ngươi đi. cái này, trình phong lập tức nghĩ tới. lúc trước hắn cũng nói với bốn tên đạo tử như vậy, bây giờ nó lại rơi vào đầu mình báo ứng đến quá nhanh hắn cắn cắn răng vậy thì đánh một trận hiển nhiên lăng hàn không có khả năng buông tha hắn cho nên hắn cũng không cần tự rước lấy nhục hắn chủ động giết đi ra ông trên đỉnh đầu xuất hiện chống trận và gõ vang ngô năm tên đạo tử cảm thấy ngực đau đớn lập tức phun máu tươi chống trận giống như đánh vào tim bọn họ suýt nữa đánh trái tim bọn họ nổ tung đó là bởi vì mục tiêu chủ công của trình phong là lăng hàn bọn họ chỉ dính dư âm chấn động mà thôi bằng không bọn họ đã sớm chết rồi thánh khí trước người lăng hàn xuất hiện một đạo quy tắc phòng ngự ngăn cản sóng âm nhưng sóng âm qua ai đạo quy tắc này vỡ vụn đây chính là thánh khí công kích uy lực không bình thường mà lúc này trình phong nhân cơ hội quay đầu bỏ đi hắn đã nhận định chính mình giết không được lăng hàn cho nên so với dây dưa mạo hiểm còn không bằng rời đi bởi vì hắn sắp tấn cấp thánh vị mà lăng hàn sẽ là giáo chủ vĩnh viễn thân thể hắn quý giá cỡ nào tại sao phải ngạnh kháng với kẻ như lăng hàn cơ chứ nếu có thể thắng cũng trả cái giá thật lớn hắn cũng sẽ lựa chọn từ bỏ đây chính là nguyên nhân hắn giao ra tứ cực thảo bởi vì cái gọi là chân trần không sợ mang giày hắn không muốn cùng chết với lăng hàn lăng hàn cũng không có truy kích nguyên nhân trình phong cũng không kém hắn bao nhiêu nơi này cực kỳ thích hợp phục kích hắn cũng không muốn quá mức mạo hiểm đã cưỡng ép chiếm lấy tứ cực thảo trong tay của đối phương như thế vẫn chưa đủ sao cảm ơn bốn tên đạo tử cảm tạ lăng hàn lăng hàn gật đầu hắn quay người rời đi sau đó hắn không nhìn thấy đế tử một tháng sau hắn hội hợp với đám người hầu ca sau đó đi tới địa điểm kế tiếp còn chưa đi bao xa bọn họ nhìn thấy thánh nhân thi tháp cao tận trời đó là chỉ dẫn tốt nhất bọn họ đi vào bãi tha ma thứ tư sau khe hẹn nhau gặp nhau tại đây sau một tháng mỗi ngày đều tìm kiếm tiên dược thời gian trôi qua rất nhanh một tháng đã tới lăng hàn đi tới dưới thánh nhân thi tháp lần này hắn là người tới đầu tiên đám người hầu ca chưa tới hắn chờ thêm một thời gian hắn ngồi xếp bằng những ngày qua hắn đắm chìm trong thánh uy cho dù thế nào cũng có cảm mộ cho nên hắn cần sửa sang lại qua gần nửa ngày có người chạy tới lang hàn còn tưởng rằng là ba người hầu ca nhưng quay đầu nhìn sang chỉ thấy đó là tỉnh hạo nhiên lão thiết lại gặp mặt tỉnh hạo nhiên phất tay vô cùng nhiệt tình ta và ngươi không có thân quen với nhau lang hàn thở dài gia hỏa này giống như đại hắc cẩu, là kẻ miệng tiện, ngày nào đó nói ra lời không nên nói mà bị người ta giết cũng bình thường. Trong lòng của hắn hơi động, lão thiết, có một bút sinh ý vô cùng có lời, ngươi làm hay không làm. Sinh ý gì, tỉnh hạo nhiên lập tức hỏi, ta dùng tiên khí cao dài đổi giá thấp với ngươi, kém một tinh, dùng một đổi năm, như thế nào? Lăng Hàn đề nghị, tê, tỉnh hạo nhiên thở hốc vì kinh ngạc, sau đó lập tức nói. Được lắm lão thiết, Ngươi lại nắm giữ thủ đoạn luyện hóa tiên khí cấp thấp thành tiên khí cao dai. Tới tới tới, bán thủ đoạn này cho ta được chứ. Gia hỏa này cũng thông minh, chỉ bằng chút manh mối này đã có thể nhìn ra. Không hổ là kẻ thống trị nguyên thế giới, tuyệt không thể bởi vì hắn miệng tiện mà xem thường hắn. Ngươi biết luyện đan không? Lang hàn cười nói, ha ha, ngươi đang xem nhẹ ta sao? Tỉnh hạo nhiên nhách miệng cười một tiếng. Làm kẻ thống trị nguyên thế giới, có kẻ nào không phải lão quái vật sống vô số kỷ nguyên? cho dù là luyện đan, luyện khí hay bàng môn tả đạo, khẳng định đều học toàn bộ. Lăng Hàn cũng cười một tiếng, học là một chuyện, nhưng đạt tới tiêu chuẩn gì lại là một chuyện. Hắn biết, đinh thủ cũng biết luyện đan, nhưng chỉ biết chứ không có thiên phú kinh người. Được, nắm một vạn phần tiên khí bát tinh đến đổi. Hắn dùng công phu sư tử ngoạm, có nhiều tiên khí như vậy, đủ để hắn bước vào tôn giả, cũng tu đến tứ cực cảnh đỉnh phong, hắn khi đó sẽ không cần tiên khí. Tại sao ngươi không đi cướp đi? Tình Hạo Nhiên trợn nắt, đây không phải đùa giỡn hay sao? Đừng nói hắn không có một vạn phần tiên khí bát tinh, cho dù đế tộc gom góp toàn bộ tiên khí cũng không có nhiều như vậy. Vậy người có thể lấy ra bao nhiêu? Lang Hàn cười nói, nhiều lắm là hai mươi phần. Tỉnh Hạo Nhiên trả giá, ha ha, sao người không đi ăn cướp đi? Lăng Hàn trợn mắt, tại sao còn có kẻ vô sỉ hơn hắn? Tiên khí bát tinh vốn thừa thớt, lại nói lần trước bị ngươi hãm hại bao nhiêu? Tỉnh Hạo Nhiên dừng một chút cùng lắm thì ta trả thêm tiền khí thất tinh lục tinh kiếm đủ một trăm phần Gia hỏa này trả giá thật lợi hại lang hàn đang muốn nói chuyện hắn lại kinh ngạc nhìn sang thi tháp tỉnh hạo nhiên cũng như thế hắn cảm ứng được dị dạng uy 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 không lẽ sắp thi biến hắn lẩm bẩm đúng lúc này chỉ thấy cánh tay một bộ thánh thi đột nhiên nhúc nhích một chút ngóa người có cái miệng quả đen lang hàn nói tỉnh hạo nhiên nhún vai trách ta sao hắn cười ha ha có thể đi ra rồi oanh, toàn bộ thi tháp run rẩy, chỉ thấy từng thi thể rơi xuống, thánh thi rơi như mưa. Ngươi nói thêm một chữ nữa ta sẽ chặt đầu của ngươi. Lăng Hàn lập tức cảnh cáo tỉnh Hạo Nhiên, gia hỏa này tuyệt đối có năng lực mở miệng sẽ đúng, nhưng toàn bộ đều là hiệu quả mặt trái. Quả nhiên bá chủ nguyên thế giới đều có năng lực hiếm thấy, hắn tự mang hào quang phiền phức, mà tỉnh Hạo Nhiên luôn tiên đón được tình huống khó khăn. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ thi tháp đổ xuống, thánh thi rơi như mưa và văng khắp bãi tha ma. Người phía dưới vội vàng trốn tránh, mặc dù thi thể thánh nhân rớt xuống đã sớm chết, nhưng dù sao cũng là thánh thi, không ai dám chạm vào, nếu thật sự bị nện chúng chẳng cây SCS gì thánh khí đánh chúng chính diện, bảo đảm chết ngay lập tức. Vào lúc tránh né, mọi người cũng nhìn về hướng thánh nhân thi tháp, muốn biết nơi này xảy ra tình huống gì. Một, hai, ba, người tới càng ngày càng nhiều. Thi tháp còn chưa sụp đổ xong, chỉ còn lưu lại tháp cơ. Xảy ra chuyện gì, mọi người chạy tới. Tất cả đều mang theo nghi hoặc. Oanh, đúng lúc này, tháp cơ bắt đầu sụp đổ, khi tất cả thánh nhân thi đều rơi xuống, một quan tài bằng đồng xanh xuất hiện trước mặt mọi người. Chương 5031, tháp sập. Cái, cái gì? Trình Phong cứng đờ, Tứ Cực Thảo đã cho ngươi, ngươi còn muốn như thế nào? Hắn áp chế lửa giận hỏi, Lăng Hàn cười một tiếng, kỳ quái, ta chỉ bảo ngươi buông Tứ Cực Thảo xuống, lại không có nói buông xuống thì cho ngươi đi. Cái này, Trình Phong lập tức nghĩ tới, lúc trước hắn cũng nói với bốn tên đạo tử như vậy bây giờ nó lại rơi vào đầu mình báo ứng đến quá nhanh hắn cắn cắn răng vậy thì đánh một trận hiển nhiên lang hàn không có khả năng buông tha hắn cho nên hắn cũng không cần tự rước lấy nhục hắn chủ động giết đi ra ông trên đỉnh đầu xuất hiện chống trận và gõ vang ngô năm tên đạo tử cảm thấy ngực đau đớn lập tức phun máu tươi chống trận giống như đánh vào tim bọn họ suýt nữa đánh trái tim bọn họ nổ tung đó là bởi vì mục tiêu chủ công của Trình Phong là Lăng Hàn, bọn họ chỉ dính dư âm chấn động mà thôi, bằng không bọn họ đã sớm chết rồi. Thánh khí, trước người Lăng Hàn xuất hiện một đạo quy tắc phòng ngự ngăn cản sóng âm, nhưng sóng âm qua ai, đạo quy tắc này vỡ vụn. Đây chính là thánh khí công kích, uy lực không bình thường. Mà lúc này, Trình Phong nhân cơ hội quay đầu bỏ đi. Hắn đã nhận định chính mình giết không được Lăng Hàn, cho nên so với dây dưa mạo hiểm, còn không bằng rời đi. Bởi vì hắn sắp tấn cấp thánh vị mà Lăng Hàn sẽ là giáo chủ vĩnh viễn, thân thể hắn quý giá cỡ nào, tại sao phải ngạnh kháng với kẻ như Lăng Hàn cơ chứ? Nếu có thể thắng cũng trả cái giá thật lớn, hắn cũng sẽ lựa chọn từ bỏ. Đây chính là nguyên nhân hắn giao ra tứ cực thảo, bởi vì cái gọi là chân trần không sợ mang giày, hắn không muốn cùng chết với Lăng Hàn. Lăng Hàn cũng không có truy kích, nguyên nhân trình phong cũng không kém hắn bao nhiêu, nơi này cực kỳ thích hợp phục kích, hắn cũng không muốn quá mức mạo hiểm. Đã cưỡng ép chiếm lấy tứ cực thảo trong tay của đối phương, như thế vẫn chưa đủ sao. Cảm ơn, bốn tên đạo tử cảm tạ Lăng Hàn. Lăng Hàn gật đầu, hắn quay người rời đi. Sau đó, hắn không nhìn thấy đế tử. Một tháng sau, hắn hội hợp với đám người hầu ca, sau đó đi tới địa điểm kế tiếp. Còn chưa đi bao xa, bọn họ nhìn thấy thánh nhân thi tháp cao tận trời, đó là chỉ dẫn tốt nhất. Bọn họ đi vào bãi Tha Ma thứ tư, sau khe hẹn nhau, gặp nhau tại đây sau một tháng. Mỗi ngày đều tìm kiếm tiên dược, thời gian trôi qua rất nhanh, một tháng đã tới lăng hàn đi tới dưới thánh nhân thi tháp lần này hắn là người tới đầu tiên đám người hầu ca chưa tới hắn chờ thêm một thời gian hắn ngồi xếp bằng những ngày qua hắn đắm chìm trong thánh uy cho dù thế nào cũng có cảm mộ cho nên hắn cần sửa sang lại qua gần nửa ngày có người chạy tới lăng hàn còn tưởng rằng là ba người hầu ca nhưng quay đầu nhìn sang chỉ thấy đó là tỉnh hạo nhiên lão thiết lại gặp mặt tỉnh hạo nhiên phất tay vô cùng nhiệt tình ta và ngươi không có thân quen với nhau Lăng Hàn thở dài, ra hỏa này giống như đại hắc cẩu, là kẻ miệng tiện, ngày nào đó nói ra lời không nên nói mà bị người ta giết cũng bình thường. Trong lòng của hắn hơi động, lão thiết, có một bút sinh ý vô cùng có lời, người làm hay không làm. Sinh ý gì, tỉnh hạo nhiên lập tức hỏi, ta dùng tiên khí cao dài đổi giá thấp với ngươi, kém một tinh, dùng một đổi năm, như thế nào? Lăng Hàn đề nghị, tê, tỉnh hạo nhiên thở hốc vì kinh ngạc, sau đó lập tức nói. Được lắm lão thiết, ngươi lại nắm giữ thủ đoạn luyện hóa tiên khí cấp thấp thành tiên khí cao dai tới 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 bán thủ đoạn này cho ta được chứ gia hỏa này cũng thông minh chỉ bằng chút manh mối này đã có thể nhìn ra không hổ là kẻ thống trị nguyên thế giới tuyệt không thể bởi vì hắn miệng tiện mà xem thường hắn ngươi biết luyện đan không lang hàn cười nói ha ha ngươi đang xem nhẹ ta sao tỉnh hạo nhiên nhếch miệng cười một tiếng làm kẻ thống trị nguyên thế giới có kẻ nào không phải lão quái vật sống vô số kỷ nguyên cho dù là luyện đan, luyện khí hay bàng môn tả đạo, khẳng định đều học toàn bộ. Lăng Hàn cũng cười một tiếng, học là một chuyện, nhưng đạt tới tiêu chuẩn gì lại là một chuyện. Hắn biết, đinh thủ cũng biết luyện đan, nhưng chỉ biết chứ không có thiên phú kinh người. Được, nắm một vạn phần tiên khí bát tinh đến đổi. Hắn dùng công phu sư tử ngoạc, có nhiều tiên khí như vậy, đủ để hắn bước vào tôn giả, cũng tu đến tứ cực cảnh đỉnh phong, hắn khi đó sẽ không cần tiên khí. Tại sao người không đi cướp đi? Tình Hạo Nhiên trợn nắt, đây không phải đùa giỡn hay sao? Đừng nói hắn không có một vạn phần tiên khí bát tinh, cho dù đế tộc gom góp toàn bộ tiên khí cũng không có nhiều như vậy. Vậy người có thể lấy ra bao nhiêu? Lang Hàn cười nói, nhiều lắm là hai mươi phần. Tỉnh Hạo Nhiên trả giá, ha ha, sao người không đi ăn cướp đi? Lang Hàn trợn mắt, tại sao còn có kẻ vô sỉ hơn hắn? Tiên khí bát tinh vốn thừa thớt, lại nói lần trước bị ngươi hãm hại bao nhiêu? Tỉnh Hạo Nhiên dừng một chút. Cùng lắm thì, ta trả thêm tiên khí thất tinh, lục tinh, kiếm đủ 100 phần. Gia hỏa này trả giá thật lợi hại, Lăng Hàn đang muốn nói chuyện, hắn lại kinh ngạc nhìn sang thi tháp. Tỉnh hạo nhiên cũng như thế, hắn cảm ứng được dị dạng. Ui ui ui, không lẽ sắp thi biến? Hắn lầm bẩm đúng lúc này, chỉ thấy cánh tay một bộ thánh thi đột nhiên nhúc nhích một chút. Ngoá, người có cái miệng quả đen, Lăng Hàn nói, tỉnh hạo nhiên nhún vai, trách ta sao? Hắn cười ha ha, có thể đi ra rồi oanh toàn bộ thi tháp run rẩy chỉ thấy từng thi thể rơi xuống thánh thi rơi như mưa ngươi nói thêm một chữ nữa ta sẽ chặt đầu của ngươi lăng hàn lập tức cảnh cáo tỉnh hạo nhiên gia hỏa này tuyệt đối có năng lực mở miệng sẽ đúng nhưng toàn bộ đều là hiệu quả mặt trái quả nhiên bá chủ nguyên thế giới đều có năng lực hiếm thấy hắn tự mang hào quang phiền phức mà tỉnh hạo nhiên luôn tiên đón được tình huống khó khăn chỉ trong nháy mắt toàn bộ thi tháp đổ xuống thánh thi rơi như mưa và văng khắp bãi tha ma Người phía dưới vội vàng trốn tránh, mặc dù thi thể thánh nhân rớt xuống đã sớm chết, nhưng dù sao cũng là thánh thi, không ai dám chạm vào, nếu thật sự bị nện chúng chẳng cây SCS gì thánh khí đánh chúng chính diện, bảo đảm chết ngay lập tức. Vào lúc tránh né, mọi người cũng nhìn về hướng thánh nhân thi tháp, muốn biết nơi này xảy ra tình huống gì. Một, hai, ba, người tới càng ngày càng nhiều. Thi tháp còn chưa sụp đổ xong, chỉ còn lưu lại tháp cơ. Xảy ra chuyện gì, mọi người chạy tới, tất cả đều mang theo nghi hoặc. Oanh, đúng lúc này, tháp cơ bắt đầu sụp đổ, khi tất cả thánh nhân thi đều rơi xuống, một quan tài bằng đồng xanh xuất hiện trước mặt mọi người. chương năm 1032, người hắc quỷ tộc. Lão thiết, người cũng quá trâu bò, chết còn có thể xác chết vùng dậy, vách quan tài cũng không ép nổi. Tình hạo nhiên thì thào, mặc dù hắn nói chuyện rất nhỏ nhưng bây giờ bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, giọng nói của hắn đều truyền vào tai mọi người. Lúc này, tất cả mọi người trợn mắt nhìn hắn a à, tại sao các ngươi chừng ta tỉnh hạo nhiên làm biểu lộ không hiểu nhìn mọi người nhưng mà hiện tại không ai có tâm tư để ý tới hắn người trong quan tài không quản là cái gì kẻ bên trong sắp đi ra ánh mắt mỗi người đều nhìn vào quan tài trái tim đập rộn lên khẩn trương đến cực hạn vào lúc này chỉ thấy một cái tay vươn ra khỏi quan tài khốn kiếp thật sự là xác chết vùng dậy nắp quan tài bị đẩy ra chỉ thấy một nam tử ngồi dậy hắn mặc trên người trường bào màu đen còn tỏa ra khí phách tuyệt thế. Mọi người chấn kinh nhưng lại thở ra nhẹ nhõm, nam tử này không có mạnh như bọn họ nghĩ. Trong suy nghĩ của mọi người, phía dưới thánh nhân thi tháp ít nhất cũng mai táng thánh nhân cửu tinh, thậm chí chuẩn đế. Nhưng nam tử chỉ có thực lực tứ cực cảnh, mặc dù tôn giả cũng rất mạnh, nhưng trung quy không có khủng bố như trong tưởng tượng. Lại nói, nơi này cũng không thiếu tôn giả, hơn nữa còn có tôn giả cửu tinh thế hệ hoàng kim, cho nên có gì phải sợ. Ngươi là ai? hàn vân lớn tiếng kêu lên nam tử trên quan tài nhìn quét qua hắn nhìn hàn vân sau đó nhìn sang đám người chung quanh sâu kiến nho nhỏ cũng dám ra lệnh với ta gọi đế tử là sâu kiến ngươi đúng là không biết chữ chết viết như thế nào hàn vân cười lạnh nói hắn muốn xuất thủ lại bị một tên đạo tử ngăn lại cười nói giết gà sao lại dùng đao mổ trâu để tại hạ xuất thủ thay đế tử hàn vân nghĩ nghĩ hắn gật đầu với tên vuốt mông ngựa cũng tốt hắn không biết thực lực của người trong quan tài cho nên vừa vặn mượn tay người khác dò xét tên đạo tử vui vẻ hiển nhiên hắn đã ôm đùi đế tử hắn xoay người quát nam tử trong quan tài cuồng đồ lớn mật còn không mau quỳ xuống xin lỗi đế tử vân đế tử vân nam tử trong quan tài thì thào sau đó hắn cười nói thì ra là hậu duệ đế tộc khó trách phách lối như vậy cuồng đồ tên đạo tử hét lớn và giết ra ngoài nam tử trong quan tài không thèm nhìn tên đạo tử đang đánh tới nhưng thời điểm tên đạo tử giết tới gần thì hóa thành mưa máu. Cái này, tất cả mọi người chấn kinh, cũng nhíu mày suy nghĩ. Mặc dù tên đạo tử nịnh ngọt, nhân cách làm cho người khác khinh thường, nhưng hắn là tôn giả hàng thật giá thật, thế mà không ngăn nổi một chiêu, trực tiếp bị người ta đánh nổ, việc này cũng quá kinh người. Nam tử trong quan tài cũng chỉ là tôn giả mà thôi. Nam tử trong quan tài duỗi lưng một cái, hắn lộ ra dáng vẻ lười biếng, hắn nhìn mọi người và cười nói: nếu ta đã xuất thế, các ngươi cũng nên dùng máu tươi hoan nghênh ta đi. Hắn vươn người đứng dậy, oanh, khí tức cường đại lưu chuyển giống như gió lốc quét qua, mọi người không tự chủ lui về phía sau mấy bước. Các hạ, khẩu khí của ngươi thật lớn, có đế tử cười lạnh, muốn dùng bọn họ huyết tế, thật khôi hài. Tất cả người nơi này đều là vương giả trẻ tuổi, ngươi có quan hệ gì với hắc quỷ đế tộc, đồng khiếu hỏi, đây là việc hắn hiếu kỳ. Nam tử trong quan tài nhìn đồng khiếu, hắn nói thì ra là hậu đại bản tộc, hư, huyết mạch thấp như vậy, thật sự là ném mặt mũi hắc quỷ nhất tộc. Cái gì? Hắn cũng là người hắc quỷ đế tộc, tất cả mọi người giật mình, mặc dù trước đó bọn họ có suy đoán, nhưng từ trong miệng đối phương đạt được chứng thực vẫn làm bọn họ hoảng hốt. Đây là lão quái vật ngủ say bao nhiêu năm? Lăng Hàn suy nghĩ, hắn nhớ tới đế vô cực, hiển nhiên đế vô cực thuộc về yêu lang đế tộc, nhưng có khác với yêu lang đế tộc, trong lời nói luôn mang theo khinh bỉ. Hơn nữa khen lệnh đại đế không ảnh hưởng được hắn. Tình huống của nam tử trong quan tài cũng giống như thế. Nam tử trong quan tài cười nói, đám tiểu tử các ngươi không có bao nhiêu thực lực nhưng thái độ rất phách lối. Ta nhàn dỗi cũng nhàn dỗi, ta sẽ cho các ngươi biết rõ cái gì gọi là tuyệt đại thiên kiêu. Hắn rỗi ra ngón tay ngoắc ngoắc, ngươi, có thể cản ta một chiêu không? Đối phương là một tên thế hệ bạch ngân, tôn giả tứ tinh. Tên đế tử kia giận dữ, vừa định nói chuyện, không nghĩ nam tử trong quan tài đã xuất thủ tùy ý búng một ngón tay một tia sáng đánh về phía hắn tên đế tử vội vàng chống đỡ nhưng hai tay đã bảo hộ trước người cũng vô dụng phốc hai tay hắn bị đánh xuyên qua tia sáng kia đánh xuyên qua người hắn còn tốt bị đánh chúng là ngược phải tránh đi trái tim nếu không tôn giả bị đánh nát trái tim dù không chết nhưng khẳng định sẽ bị thương nặng ngươi nam tử trong quan tài chỉ vào một người đó là thế hệ hoàng kim tôn giả bát tinh hắn vừa chỉ tới ánh sáng bay tới đánh xuyên qua thân thể thế hệ hoàng kim. Hai chiêu bại hai tên đế tử, hơn nữa nếu không phải hắn không nhắm vào đầu, hai người này đã chết. Mọi người đều sợ hãi, trước đó tôn giả tứ tinh cũng thôi, nhưng tôn giả bát tinh cũng bại trong một chiêu, đám người đã sợ hãi không nhỏ. Ngươi, nam tử trong quan tài chỉ vào Hàn Vân, hắn xuất ra một chỉ. Bành, Hàn Vân vội vàng đón đỡ, thân thể vừa đánh vừa lui về phía sau, sau khi lui vài trăm trượng mới dừng lại, nhưng một kích này cũng bị ngăn cản, mặc dù trên cánh tay còn có từng đạo tiên khí bốc lên. nha nam tử trong quan tài kinh ngạc, dường như hắn cũng giật mình khi không thể đánh bại đối phương trong một chiêu. người không tệ, có thể ngăn cản một kích của ta. đường đường thế hệ hoàng kim, không có bị đánh bại trong một chiêu là có thực lực. đây là lời khen sao? Hàn Vân giận dữ cũng không có xúc động phản kích. đối thủ này thật mạnh. ánh mắt nam tử trong quan tài nhìn quét qua, nhìn bốn người lang hàn và dừng lại trên người hầu ca. a. À, ngươi là hậu duệ đấu chiến thánh hoàng sao hầu ca vác gậy lên vai nói chính là tôn gia gia nhà ngươi ha ha đấu chiến thánh hoàng một mạch tất cả đều có tính tình nóng này nói chuyện không có đầu óc cho nên nhân khẩu mới thưa thất như vậy nam tử trong quan tài nói nếu để ta gặp được cứ giết một tên là tốt rồi hắn vươn người đứng dậy và tấn công hầu ca hầu ca không sợ hắn quát một tiếng và vung gậy tấn công liên tiếp oanh 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 hai người đại chiến mỗi một kích qua đi đều có uy năng kinh khủng bộc phát, đừng nói giáo chủ không ngăn cản được, cho dù là tôn giả cũng phải nhíu mày. Khốn kiếp, đều là cấp tôn giả, tại sao lại có thể mạnh như thế? Không có đạo lý, Lăng Hàn lại hiểu rõ, hầu ca mạnh như vậy là bởi vì hắn sắp trùng kích thánh vị, về sau được hạt giống quy tắc, tiến cảnh lại ra tốc lần nữa, hiện tại cho dù chưa bước vào thánh cấp, chỉ ít cũng đã tiến thêm nửa bước, cách thánh nhân nửa bước. Cho nên, chiến lực của hắn rất mạnh, nam tử trong quan tài có lẽ cũng giống với đế vô cực. Chương năm 1033, con ruột của ma đế. Lúc trước Lăng Hàn đánh với đế vô cực một trận, mặc dù hắn chỉ kém hơn mấy tiểu cảnh giới, nhưng trên lực lượng, hắn bị nghiền ép. Nguyên nhân đế vô cực được đại đế luyện hóa mấy tinh cầu vào thân thể, có thể bộc phát ra lực lượng tôn giả, mà khi đó Lăng Hàn còn chưa đột phá thập tinh, tự nhiên không có khả năng ngang hàng. Hiện tại cũng như thế, hầu ca mạnh ở trên quy tắc, hắn đã chạm đến lĩnh vực thánh cấp, bởi vậy, trong khi xuất thủ mang theo một tia thánh uy. Mặc dù chỉ là một tia nhưng đó là thứ hắn lĩnh ngộ, cũng không phải thế hệ hoàng kim cắm thánh cốt vào mới có, uy lực không thể so sánh nổi. Trong người của nam tử trong quan tài cũng có tinh cầu cung cấp lực lượng, từ đó lực lượng của hắn hơn xa cấp độ tôn giả. Cho nên, một trận chiến này kỳ thật có phần giống lang hàn khi đó chiến đế vô cực, một tinh thông quy tắc, một nắm giữ ưu thế lực lượng tuyệt đối. Rốt cuộc là ai thắng? Oanh, 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 hầu ca và nam tử trong quan tài kịch chiến thời gian ngắn không thể phán đoán ai mạnh ai yếu cho dù là lăng hàn cũng nhìn không ra sau khi đạt tới cấp độ này chiến đấu thay đổi trong nháy mắt một khi sơ sẩy sẽ lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục cho nên nhân tố ảnh hưởng thắng bại quá nhiều thật sự không dễ phán đoán nam tử trong quan tài cười ha ha thì ra ngươi đã mò ra cánh cửa thánh cấp khó trách có thể chống lại ta hắn muốn ngưng chiến bởi vì đánh thế không có ý nghĩa nhưng hầu ca là ai người muốn đánh thì đánh người muốn ngừng thì ngừng không được hầu ca vung vẩy côn sát đại khai đại hợp chiến ý xông thẳng lên bầu trời nam tử trong quan tài im lặng tại sao hắn lại chọn hầu ca chứ hắn cũng không phải không biết đấu chiến nhất hệ đều là kẻ cuồng chiến đấu nhất định phải đi chiến với hầu ca là hắn tính sai không nghĩ tới hầu ca lại đạt tới biên giới đột phá thánh nhân nếu không cho dù là tôn giả cửu tinh thì như thế nào đều không phải đối thủ của hắn mọi người thế mới biết thì ra hầu ca sắp đột phá thánh cấp. T, đây là đệ nhất nhân trong thế hệ trẻ đấy. Mặc dù hầu ca sinh ra sớm hơn thế hệ hoàng kim 2 ba ngàn năm, nhưng đến cấp bậc tôn giả này, chút tuổi ấy tính là gì, tất cả đều cùng một thời đại. Nhưng nam tử trong quan tài bằng vào cái gì, hắn cũng sắp thành thánh. Lăng Hàn mở miệng, lo lắng nói, Người chính là con ruột của hắc quỷ ma đế. Bành, tên nam tử trong quan tài giật mình, hắn bị hầu ca đánh trúng một côn bay ra ngoài hắn chỉ bị đánh bay chứ không bị thương. Nhưng đây là một câu long trời lở đất, con ruột của đại đế, có khả năng sao? Nhưng nếu như Lăng Hàn chỉ nói hưu nói vượt, nam tử trong quan tài sẽ bị giật mình và trúng chiêu hay sao? Đúng là con ruột của đại đế, tất cả mọi người cảm thấy ra đầu tê dại, vì sao con ruột của đại đế lại ở nơi này? Hơn nữa, vì sao hắc quỷ đế tộc lại không biết nhị tổ của bọn họ được chôn tại đây? Hầu ca không tiếp tục truy kích, đối phương đã phân thần, hắn khinh thường chiếm tiện nghi, nam tử trong quan tài nam thở ra, đánh nhau với đấu chiến nhất mạch, trừ phi có thể tùy tiện giết chết đối phương, bằng không mỗi lần đánh, cho dù thắng cũng mất một lớp da. Hắn nhìn về phía lăng hàn, hắn tò mò nói, ngươi làm sao đoán được, hắn hỏi ngược lại chẳng khác gì tự thừa nhận, khốn kiếp, thật sự đúng như vậy, mọi người chấn kinh, đột nhiên xuất hiện một con ruột của đại đế, hắn muốn lật đổ thời đại hay sao? Sắc mặt đồng khiếu càng xấu hổ, không biết có nên gọi đối phương một tiếng nhị tổ hay không? Nguyên nhân chỉ là Lăng Hàn hỏi, nam tử trong quan tài ngầm thừa nhận, cũng không có chứng cứ thực chất, nếu hắn loạn nhận tổ tông, bộ mặt của hắc quỷ đế tộc sẽ mất sạch. Không biết người có biết một người gọi là đế vô cực. Lăng Hàn thuận miệng nói, a à, nam tử trong quan tài kinh ngạc, người gặp đế vô cực, thế mà còn sống. Lăng Hàn tươi cười, khoát tay, sống rất tốt, đế vô cực lại tha cho ngươi một mạng. Nam tử trong quan tài thì thào, đột nhiên hắn đưa bắt lấy Lăng Hàn. Ta cũng muốn xem ngươi có điểm gì kỳ lạ. Thấy thế, mỗi người đều cười lạnh, ngươi rất phách lối, rất không ai bị nổi đúng không? Chờ ăn chấn kinh đi. Nam tử trong quan tài nhìn rõ nét mặt của tất cả mọi người, hắn cũng sinh ra cảm giác kỳ quái, vì cái gì mỗi người đều có vẻ mặt cổ quái như vậy. Nhưng đối phó một tên cấp giáo chủ không phải chuyện dễ như chờ bàn tay, cần quan tâm hay sao? Lăng Hàn xuất quyền tấn công tên nam tử trong quan tài. Bành, quy tắc bắn ra, nam tử trong quan tài duỗi tay ra đánh nát. A à nam tử trong quan tài lộ ra vẻ mặt kinh ngạc đối phó một tên giáo chủ hắn không cần dùng toàn lực ứng phó chỉ cần vận dụng lực lượng tôn giả là có thia giải quyết dễ dàng nhưng sự thật lại quá quỷ dị đây là giáo chủ sao thú vị hắn gật đầu và xuất thủ lần nữa nhưng lần này hắn lại gia tăng thêm vài phần uy lực lang hàn lao lên nghênh đón hắn xuất quyền ngăn cản đối thủ sau đó lại phản kích nam tử trong quan tài hóa cho dù nam tử trong quan tài kiến thức rộng rãi vẫn bị giật mình Hắn vội vàng tăng thêm chiến lược lần nữa, cũng ngăn cản công kích của Lăng Hàn. Oanh, 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 hai người đối chiến, rốt cuộc nam tử trong quan tài cũng chiếm thượng phong, nhưng chỉ là thượng phong mà thôi. Ở phương diện quy tắc, hắn không thể làm gì được Lăng Hàn, hắn lại dựa vào lực lượng cấp bậc tôn giả mới có hạn áp chế Lăng Hàn. Ngươi, nam tử trong quan tài thực sự bị hù dọa, tại sao có giáo chủ khủng bố như thế? Cho dù đại đế phục sinh, đánh nhau cùng cấp cũng phải quỳ trước mặt đối phương ngươi mới vừa rồi nói cái gì lăng hàn cười nói ngươi muốn huyết tế chúng ta nam nhân trong quan tài không phản bác được mặc dù hắn là tôn giả nhưng ở cảnh giới này hắn là vô địch ngươi xem ngay cả tôn giả cửu tinh cấp thế hệ hoàng kim cũng không phải đối thủ của hắn nhưng mà đầu tiên là hầu ca sau có lăng hàn người nào cũng có thể ngăn cản hắn làm cho hắn ngạc nhiên nhất chính là lăng hàn đây đúng là một tên giáo chủ hắn có cảm giác hoài nghi nhân sinh ngủ say quá lâu, thế đạo hiện tại biến hóa quá nhanh. Ta cũng không tin, nam tử trong quan tài hừ một tiếng, ông, trong người hắn xuất hiện sáu tinh cầu. Đây là tinh cầu chân chính, là đại đế sử dụng lực lượng vô thượng luyện hóa mới thu nhỏ đến tình trạng như vậy. Sáu cái, lăng hàn giật mình, cho dù là con ruột của đại đế cũng có tư chất phân chia cao thấp, hiển nhiên nam tử trong quan tài không bằng đế vô cực, người ta có tới bảy tinh cầu đấy. Người không bằng đế vô cực, hắn cũng không lưu cho đối phương mặt mũi, trực tiếp chỉ ra. Nam tử trong quan tài rất tức giận, đúng thế, hắn không bằng đế vô cực, nhưng bị lăng hàn vạch trần trước mặt mọi người vẫn làm hắn buồn bực xấu hổ. Người sẽ trả giá đắt vì nói năng lỗ mảng. Nam tử trong quan tài quát to, oanh, sáu tinh cầu cùng rót lực lượng cho hắn, cũng không có lập tức đánh ra. Hắn đang tụ lực, từ đó có thể đánh ra một kích tuyệt thế. Chỉ một giây đã hoàn thành tụ lực, sau đó đấm ra một quyền. Lập tức, một tia sáng lao tới với tốc độ cực nhanh, Lăng Hàn căn bản không kịp trốn tránh, chỉ có thể chống đỡ. Chương 5034, Đồng Minh, nhưng vấn đề là, một kích tương đương với thánh nhân nhất tinh, trừ bỏ phương diện quy tắc, lực sát thương vẫn khủng bố đến mức không có giới hạn. Lăng Hàn làm sao có thể chống đỡ được? Đón đỡ, hắn tất nhiên sẽ bị trọng thương, xương cốt trong thân thể sẽ bị nghiền nát. Bang, một kích này đánh ra ánh sáng rực rỡ, tất cả mọi người biến sắc, đây là một kích khủng bố cỡ nào? Cho dù là tôn giả cửu tinh thì thế nào? sẽ bị một kích này đánh tan xương nát thịt. Đây chính là chiến lực con ruột của đại đế hay sao? Quá kinh người, thế hệ hoàng kim càng xấu hổ muốn chết, bọn họ có danh xương đuổi sát đại đế năm xưa, hiện tại so sánh với con của đại đế, bọn họ còn kém bao nhiêu? Còn muốn so với đại đế năm xưa, phi, ân, nam tử trong quan tài kinh ngạc, ánh sáng tản đi, chỉ thấy lăng hàn vẫn đứng trong hư không như cũ, nhưng đỉnh đầu lại xuất hiện một cái tháp, hỗn độn khí hàng lâm, có lôi đình vô thượng đang lóe lên, đế binh nam tử trong quan tài trầm giọng nói sau đó hắn lại lắc đầu mẫu kim ngươi lại đạt được một khối mẫu kim mẫu kim quá hiếm thấy không biết cần bao nhiêu năm thiên địa mới dựng dục ra một khối cho nên dù là đại đế vô địch thiên hạ bọn họ chỉ đạt được một khối mẫu kim để đúc thành đế binh không có cách với thọ nguyên của đại đế dù sống thêm đời thứ hai cũng không thể chờ được một khối mẫu kim xuất hiện cho nên trên đời có thể gặp được một khối mẫu kim thứ hai cũng chỉ có cơ duyên nghịch thiên mà thôi Lăng Hàn mỉm cười, nhãn lực không tồi, lão hắc, có thưởng. Đại hắc cầu lập tức lấy ra một khối xương và ném cho nam tử trong quan tài. Mẹ nó, các ngươi cũng quá tiện rồi. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, không nghĩ tới Lăng Hàn lại còn có tâm tình trêu người như thế, mà đại hắc cầu còn tùy thân mang theo khối xương. Đúng là con chó, nam tử trong quan tài tức giận, trên trán của hắn nổi gân xanh, hắn muốn giết người. Chết, hắn giết tới, quanh người có sáu viên tinh cầu quấn quanh, đây chính là đại sát khí, chỉ cần bị đánh trúng, bảo đảm tôn giả cũng phải tan xương nát thịt. Lăng Hàn hừ một tiếng, hắn vận chuyển năng lượng hủy diệt đánh nam tử trong quan tài. Cái gì? Nam tử trong quan tài cảm giác bản năng đang báo động, hắn vội vàng trốn tránh. Oanh, năng lượng hủy diệt đánh vào mặt đất, vô thanh vô tức hóa thành một khu đất cằn, cho dù là thánh thi cũng khó tránh khỏi bị ăn mòn một góc. Mặc dù chỉ là một góc nhỏ nhưng đây chính là thánh thi đấy, trên lý luận chính là một khối thánh liệu. Trời Nam tử trong quan tài nhíu mày, dường như hắn có nghe qua loại năng lượng tầng thứ cao này nhưng chỉ không rõ lắm. Ngươi là ai? Hắn không tiếp tục công kích, mà là trầm giọng hỏi. Lang Hàn cười nói, hỏi người khác nên giới thiệu tên của mình trước, người không biết chút quy củ này hay sao? Nam tử trong quan tài muốn tức giận, nhưng nghĩ nghĩ, hắn lại áp chế tức giận và nói. Ta là đồng minh, quả nhiên, tất cả mọi người giật mình, hắc quỷ ma đế lấy họ đồng, họ này rất ít, cũng chỉ có hắc quỷ đế tộc mới dùng, cho dù người khác họ đồng cũng vì cấm kỵ mà phải sửa tốt rồi báo tên của ngươi đi nam tử trong quan tài đồng minh nói lăng hàn cười một tiếng quay đầu nhìn về phía đại hắc cẩu lão hắc lăng ra ra nhà ngươi đương nhiên họ lăng tên một chữ hàn đại hắc cẩu và lăng hàn phối hợp ăn ý tức chết người không đền mạng khóe miệng của đồng minh co giật lúc này hắn thật sự muốn giết người thật sự cho rằng ta không thu thập được các ngươi hắn quát lớn Bỗng nhiên phía sau xuất hiện một đóa hoa quỷ màu đen, trên rễ cây còn có hoa văn phức tạp. Đồng Khiếu cảm giác thân thể run rẩy muốn quỳ xuống cúng bái đóa hoa quỳ kia. Đó là áp chế trên huyết mạch, hắn cũng không còn nghi hoặc nữa, dù Đồng Minh không phải con ruột của đại đế thì cũng là tầng thứ lão tổ, huyết mạch cao quý và tinh khiết hơn xa hắn. Ân, đúng lúc này, khí tức đáng sợ tuôn ra, Đồng Minh dừng tay nhìn lên bầu trời. Hưu hưu hưu, từng bóng người bay tới. Thánh nhân, cuối cùng các thánh nhân đã xuất hiện tất cả mọi người đều giật mình kỳ thật hai con đường đều đi tới nơi này chỉ là đi một vòng tròn mà thôi con ruột của đại đế đế tử cùng báo cáo tình huống tự nhiên cũng làm các thánh nhân kinh ngạc nơi này có con ruột của đại đế t nói đến bối phận gia hỏa này có thân phận cao hơn thánh nhân vô số lần hư giả đi có một tên thánh nhân lập tức xuất thủ bắt lấy đồng minh kỳ thật hắn đã khẳng định thân phận của đồng minh nhưng mà giá trị con ruột của đại đế quá lớn có thể rút bí mật của đế kinh sau đó cứ trực tiếp phủ nhận và chém giết thần hồn. Ngươi dám, thánh nhân hắc quỷ đế tộc vội vàng ngăn cản, nhưng hắn mới ra tay đã bị một tên thánh nhân khác ngăn cản. Hừ, đồng minh lại không sợ, mọi người rất kinh ngạc, mặc dù ngươi có lực lượng của thánh nhân nhưng nhiều lắm chỉ đạt tới nhất tinh nhị tinh, lại không thể vận dụng quy tắc, dựa vào cái gì mà dám khiêu chiến với thánh nhân chân chính. Oanh, bàn tay kia đã lao tới, nhưng cảnh tượng quỷ dị xuất hiện, một bộ thánh thì đột nhiên xuất thủ bắt lấy bàn tay kia cái gì mọi người cảm thấy ra đầu tê dại thánh thi còn xuất thủ người chết như đèn tắt đây là đạo lý thiên cổ không thay đổi tại sao ở nơi này lại thay đổi muốn bắt ta thật to gan đồng minh cười lạnh oanh một bộ thánh thi bay lên và tấn công tên thánh nhân vừa xuất thủ oanh thánh thi xuất thủ sẽ không quan tâm chính mình có bị thương hay không chiêu chiêu đều là chiêu số đồng quy vô tận từ đó tên thánh nhân đã bị thương không thể không liên tiếp lui về phía sau căn bản không dám đón đỡ Lăng Hàn cao mày, hắn nhìn sang Hầu Ca, chỉ thấy Hầu Ca cũng nhíu mày. Tôn giả lại có thể dịch động thánh thi, thật không thể tin nổi. Khó trách vừa rồi đồng minh nắm chắc như thế, thì ra là vậy. Có thể điều động thánh thi đã đủ châu bò. Chờ chút, Lăng Hàn và Đại Hắc cầu đồng thời hít khí lạnh, ra hỏa này chỉ có thể điều động một thánh thi hay sao? Ý nghĩ này còn chưa biến mất, lại thấy đồng minh vung tay lên lần nữa, lại có hai thánh thi đứng lên và lao tới vây giết tên thánh nhân. Một đấu một, đương nhiên thánh nhân không sợ dù sao hắn cũng là thánh nhân chân chính thánh thi có thể so sánh hay sao trước đó hắn vẫn né tránh chỉ vì không muốn liều mạng cho dù bị thương một chút cũng không đáng nhưng ba đầu thánh thi cùng tiến lên áp lực của hắn tăng lên ba đầu còn chưa đủ sao lại thêm một chút nữa đi đồng minh cười nói lúc này có năm thánh thi đứng lên và gia nhập chiến đấu cái này tên thánh nhân kia biến sắc một đấu tám hắn không làm được hắn không nói hai lời trực tiếp xoay người bỏ chạy. Thấy cảnh này, mọi người đều im lặng, đường đường thánh nhân lại bị tôn giả hù chạy. Mặc dù nói, đây cũng không phải chiến lược bản thân đồng minh mạnh như vậy, nhưng người ta có thể sử dụng thánh thi, đây cũng là thực lực. chương năm 1035, Dự uy, hiện tại, giờ đến phiên các ngươi, đồng minh lạnh lùng nhìn sang đám người lăng hàn, mẫu kim, hắn bắt buộc phải có, xeo, cửu sơn thánh nhân xuất thủ bắt lấy bốn người lăng hàn và chạy đi. Trốn chỗ nào, Đồng minh búng tay một cái, lại có 10 bộ thánh thì bỏ dậy đuổi theo cửu sơn thánh nhân. Gia hỏa này có thể đồng thời sử dụng bao nhiêu thánh thi. Mọi người hoảng sợ, tôn giả như vậy còn có thể dùng thực lực tôn giả để suy đoán hay sao? Giết cho ta, đồng minh quát lớn, lại có càng nhiều thánh thì bò dậy và tấn công mọi người. Tất cả mọi người cảm thấy ra đầu tê dại, lại khó có thể lý giải cực hạn của đối phương nằm ở đâu. Sức người có hạn, dù nói thế nào đồng minh cũng chỉ là tôn giả mà thôi vì cái gì hắn có thể điều động nhiều thánh thi như vậy? Giống như thánh khí, không phải nói số lượng càng nhiều càng tốt, mà là người có thể phát huy bao nhiêu uy lực. Bình thường thúc giục một kiện thánh khí, thánh nhân có thể điều động hoàn mỹ, có rất ít thánh nhân đồng thời vận dụng hai kiện thánh khí, cho dù hắn thật sự có hai kiện thánh khí. Thánh thi cũng có thể xem là thánh khí, cho nên, có thể điều động một đã là khó lường, nhưng bây giờ lại là ngàn vạn, việc này quá kinh khủng. Làm sao có thể, nhưng không hiểu thì không hiểu, Chấn kinh thì chấn kinh, mọi người được thánh nhân bảo vệ chạy đi, đánh nhau với thánh thi, không nói số lượng nhiều như thế, biết rõ đánh nhau không thắng, cho dù thắng thì có ý nghĩa gì. Thánh thi đã sớm chết không thể chết lại lần nữa, lại không sợ bị thương, nhưng thánh nhân thì sao? Cho nên, đây là chiến đấu không bình đẳng, thánh nhân không muốn tử chiến. Đồng Minh cười lạnh, hắn lập tức ngồi lên thân thể thánh hổ, xèo, thánh hổ lao ra ngoài với tốc độ nhanh kinh người. Mẫu Kim, hắn nhất định phải đạt được Cửu sơn thánh nhân liên tiếp bậy đi, hắn khiếp sợ phát hiện, dọc đường thánh thi thức tỉnh và tấn công hắn. Lão gia tử, đây, lang hàn giao quyền khống chế hỗn độn cực lôi tháp cho cửu sơn thánh nhân. Lão gia tử tiếp nhận chuẩn đế binh, hắn sử dụng tòa tháp này làm gậy. Nguyên nhân đây không phải đế binh chân chính, không có cách gì thôi phát ra đế uy, nhưng khi thành cây gậy lại có thể phát ra uy năng kinh người. Bản thân mẫu kim không gì không phá, đụng vào một cái, thánh nhân thì thế nào? Bang, bang, bang thánh thi cũng sẽ không tránh bị hỗn độn cực lôi tháp đập chúng và vỡ nát cửu sơn thánh nhân liên tiếp xông lên hắn đánh đầu thắng đó không gì cản nổi nhưng vừa đánh vừa chạy như vậy sẽ ảnh hưởng tới tốc độ rất nhanh chỉ thấy phía sau thánh nhân đã đuổi kịp phía sau nữa có đồng khiếu cũng cưỡi thánh hổ lao vút lên là một tên tôn giả lại có thể ép thánh nhân tới mức này đồng minh thật sự khó lường đây chính là khả năng con ruột của đại đế hay sao mọi người cảm thán sau đó tiếp tục chạy đi đế binh đã lưu lại ở tiền tuyến chấn áp khô lâu thánh binh cho nên bây giờ căn bản không chấn áp được nhiều thánh thi như vậy trừ chạy còn có thể làm gì không ai có giác ngộ liều chết một lần càng ngày càng nhiều thánh thi gia nhập đội ngũ truy kích hơn nữa chúng đang tới gần cuối cùng phía trước xuất hiện khu rừng rậm màu đen đó là vị trí của thánh thú sau khi ra khỏi đây sẽ rời khỏi thánh nhân mộ địa một khi ra khỏi bí cảnh thánh nhân có thể xé rách không gian rời đi sẽ không có việc gì nhưng mà thánh thi đang đuổi theo. Có vài thánh thi cầm tộc bay nhanh kinh người, hai cánh chấn động mở ra không gian trong thời gian ngắn, chúng lao tới phía trước và tạo thành xu thế giáp công hai mặt. Làm sao bây giờ, nếu như bị ngăn cản, sẽ bị biển thánh thi vây công, mặc người thực lực mạnh hơn nữa cũng sẽ bị mài chết. Tất cả mọi người lo lắng, thậm chí có cảm giác tuyệt vọng. Oanh, đúng lúc này, chỉ thấy rừng rậm màu đen chuyển động, lão thánh thú bỏ dậy, một móng vuốt đánh bay vài thánh thi cầm tộc. Đi, bản thánh sẽ tranh thủ thời gian giúp các ngươi. Lão xúc sinh, ngươi dám, đồng minh quát lớn, mắt thấy mấu kim sắp đắc thủ, bây giờ sắp thành lại bại, hắn sắp phát điên. Lão thánh thú cười to, bản thánh ngày giờ không nhiều, càng muốn buồn nôn các ngươi một chút. Nó nghiêng người tránh ra, thả cửu sơn thánh nhân và các thánh nhân thông qua, sau đó bỗng nhiên ngã xuống, oanh, nó đẻ một đám thánh thi xuống đất. Nhưng thánh thú không đại biểu vô địch, phốc phốc phốc, thân thể của nó bị xé rách, máu tươi phun ra, có chọc vật màu trắng vô cùng tanh hôi bay tung tóe. Vô số thánh thi giết ra ngoài và tiếp tục truy kích. Dừng lại cho bản thánh, lão thánh thú hét lớn một tiếng, ông, gợn sóng đáng sợ bộc phát. Một kích này quét qua, các thánh thi đều dừng lại, dường như thời gian dừng trôi. Đồng minh giận tím mặt, lão xúc sinh, người dám chặt đứt liên hệ giữa ta và thánh thi. Đáng chết, đáng chết, cho dù người chết ta cũng sẽ làm người chết không an lành. Ha 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 ha, lão thánh thú cười to bản thánh chịu khổ đu rồi, chết là giải thoát tốt nhất. Nó lộ ra vẻ thống khổ, những thánh thì bị áp chế ngo ngoe muốn động. Nó ép không được, bành, một móng vuốt của nó nổ tung, máu tươi rơi xuống như mưa, nó đang liều mạng vận dụng lực lượng cuối cùng, tiếp tục cắt đứt liên hệ giữa đồng minh cùng những thánh thi kia. Ba, nó lại bạo móng vuốt, sau khi tất cả thân thể nổ tung, trừ cái đầu. Oanh, thánh uy tràn ngập, trong không khí còn mang theo khí tức giải thoát. Lão thánh thú chết rồi, hóa đạo về trời. Với nó mà nói, chết chính là kết cục tốt nhất, bằng không cứ hấp hối như vậy chỉ là giày vò mà thôi. Làm cho mọi người không hiểu là, nó chỉ cắt đứt liên hệ giữa thánh thi cùng đồng minh, nó vốn có thể đánh chết đồng minh, dù sao với thực lực của nó giết tôn giả quá dễ dàng. Nhưng mà, nó nhưng không có. Vì cái gì, lang Hàn quay đầu nhìn lại, mặc dù cách thật xa, nó vẫn nhìn thấy lão thánh thú dùng cái chết ngăn cản thánh thi truy kích, hắn kính nể, cảm động và thương cảm. Lão thánh thú này hẳn có cấp bậc cửu tinh, có thể nói mạnh nhất đương thời, nhưng lúc tuổi già lại lâm vào kết cục thê thảm, làm sao không làm người ta thổn thức. Xeo, cửu sơn thánh nhân đã mang theo đám người lăng hàn tiến vào thông đạo, theo đường cũ trở về, không lâu sau đó, bọn họ lao ra khỏi khe nước trong tinh không. Cửu sơn thánh nhân xé mở không gian trước tiên, thả người bay ra ngoài. Cửu sơn, đừng trốn. Phía sau, rất nhiều thánh nhân đế tộc đều xuất thủ muốn chặn đường cửu sơn thánh nhân. Nhưng mà cửu sơn thánh nhân cũng nắm giữ phượng dực thiên tường, cho dù không học hoàn toàn thì tốc độ cũng hơn xa các thánh nhân bình thường. Ngăn không được, chương năm 2036, chuẩn bị cuối cùng. Có cửu sơn thánh nhân dẫn đầu, bốn người lang hàn thuận lợi trở về. Bọn họ hỏi cửu sơn thánh nhân có thu hoạch hay không, nhưng thu hoạch cực kỳ nhỏ bé. Thánh hỏa dễ lấy như vậy. Thánh nhân đi vào là vì cướp đoạt thánh hỏa, cho nên, hoặc là già nua chết tại nơi đó, hoặc là không gậy mà lui, cho nên độ khó rất lớn. Lại nói về đồng minh, bọn họ cũng nhíu mày. Cầu gia có một suy đoán, đại hắc cầu nói, cầu gia đoán, âm hà chi chủ, huyết hải chi chủ và đồng minh đều là con ruột của đại đế, mà bọn họ còn chiếm được đại đế ban cho thần thông, cho nên có thể điều khiển thánh thi. Dù sao, điều khiển thi thể là sự thật, âm hà, huyết hải có bao nhiêu thánh thi. Cho dù là đế vô cực trong sương mù, trong khu vực gọi là an toàn có mai táng bao nhiêu thánh thi. Cho nên, những người này mặc dù chỉ là tôn giả nhưng lại quấy ra phong vân vô biên. Nhưng vấn đề là, vì sao lại phối hợp với âm phủ lăng hàn hỏi nếu như chỉ là con ruột của đại đế bọn họ làm sao có thể điều động âm thánh âm thánh cần cho con ruột của đại đế mặt mũi sao đạt tới thánh nhân cùng lắm thì ta chạy là được người mang theo đế binh cũng không làm gì được ta ách có khả năng khi đó đại đế đạt thành thỏa thuận gì đó với âm phủ đại hắc cầu suy đoán lăng hàn cũng suy nghĩ nói lấy việc chúng ta đi thánh nhân mộ địa chỗ đó không chỉ có một thi tháp cho nên nếu mỗi tòa thi tháp đều có một cái quan tài bằng đồng xanh thì sao tiểu thanh long sập đánh khí lạnh ngươi nói là còn có nhiều con ruột của đại đế lang hàn gật đầu vô cùng có khả năng có khả năng một hai người đạt tới cấp độ chuẩn đế chỉ có chuẩn đế mới có thể dành cho thánh nhân uy hiếp chân chính khi đó đa gia phật làm thịt bao nhiêu thánh nhân có thể thấy được chuẩn đế muốn giết thánh nhân thánh nhân không có tư cách chạy trốn như vậy âm thánh chí ít phối hợp cũng nói thông nếu như những phỏng đoán này là chính xác, như vậy, tại sao con ruột đại đế lại làm như vậy? Tiểu Thanh Long nói, đây là điểm khó hiểu. Lúc trước đại đế uy chấn thiên hạ, vô địch một thời đại, thân là con của đại đế, còn có truy cầu gì sao? Thọ nguyên theo lý thuyết của đại đế là một ngàn vạn năm, lại sống thêm một đời chính là hai ngàn vạn năm thọ nguyên, khẳng định sẽ sống lâu hơn con cháu rất nhiều. Cho nên, con của đại đế cũng sẽ được che chở, sẽ không cố kỵ cái gì. Có gì cần theo đuổi? Thứ nhất, thành đế. Mọi người tổng kết, một thời đại chỉ có thể xuất hiện một vị đại đế, cho nên mặc cho ngươi là con của đại đế, có xuất sắc thế nào cũng vô dụng, thiên địa không cho phép thành đế. Bởi vậy, muốn thành đế cũng chỉ có tránh né thời đại này. Nhưng có một vấn đề, chỉ có thời đại thiên hạ không đế thì bọn họ mới có thể thành đế, nhưng tại sao phải ở thời đại này? Không đúng, chúng ta chỉ suy nghĩ thôi, chúng ta làm sao có thể xác định, bọn họ không liên tiếp xuất hiện trong lịch sử. Lăng Hàn lập tức nói, hắn nghĩ tới Dương Dịch Hoàn, Phong Diệu Lăng, những người này nhiều lần bước vào đế lộ. Chỉ cần không phải đại đế thì có thể dùng thái cổ nguyên nê phong ấn, vượt qua năm tháng dài đằng đẵng đại đế không được, quá cường đại, thái cổ nguyên nê cũng không cách nào phong ấn. Cho nên, bọn họ cách mỗi một thời đại sẽ xuất thế, đi tranh đoạt cơ hội thành đế. Đại Hắc Cầu tiếp câu chuyện, có khả năng, Lăng Hàn gật đầu, hiện tại cũng chỉ có suy đoán như vậy. Có khả năng sống thêm đời thứ hai, vĩnh sinh, đây là truy cầu trung cực của mọi người đều là người sợ chết mơ ước có thể sống lâu bất diệt cho nên đấu chiến thánh hoàng thiên bồng yêu hoàng lăng thiên tổ vương đều đi biên giới vũ trụ tìm kiếm con đường trường sinh nhưng suy đoán này lại có khả năng nhất con đường trường sinh ngay cả đại đế cũng không thể hoàn thành có ai làm được sao con của đại đế có khả năng tìm ra manh mối vụn vặt trong lời của đại đế cho nên mới tiến hành nếm thử trong thời đại này thảo luận đến đây mọi người im lặng cửu sơn thánh nhân rời đi hắn còn có việc cần làm hiện tại đám người lăng hàn càng ngày càng gần thánh cấp cửu dương thánh địa cũng gần như có thể lập lại cho nên hắn cần phải chuẩn bị hầu ca tiếp tục bế quan hắn đã bước nửa chân vào thánh cấp tự nhiên cần phải bước ra một bước thật nhanh lăng hàn lại luyện đan lúc này hắn lấy được không ít tiên khí khi hắn luyện ra từng viên đan dược thực lực mọi người không ngừng tăng lên lăng hàn thôn phệ tiên khí như cái hang không đáy hắn tăng lên chậm kinh người Chuyện này cũng dễ hiểu, bởi vì hắn quá cường đại, đây là cái giá phải trả của cường đại. 7 năm sau, hắn luyện hóa tất cả tiên khí một lần, vừa tu luyện vừa phục dụng. Thập ngũ tinh đã đi hơn phân nửa, mới hơn phân nửa, Lăng Hàn muốn khóc, cũng quá chậm rồi, muốn đột phá tôn giả khó như vậy sao? Làm sao bây giờ, không có bí cảnh, di tích cổ mở ra, hắn chỉ dựa vào vận khí bắt tiên khí, tiến cảnh sẽ chậm không hợp thói thường. Không được, quá chậm, Lăng Hàn nhanh chóng đưa ra quyết định hắn muốn đi giết âm hồn hiện tại tất cả chiến tuyến đều đang ổn định nhưng cũng không đại biểu không có chiến tranh trên thực tế âm phủ mới không thèm để ý âm hồn chết sống thế nào thường xuyên phát động gậy kích mỗi khi thánh nhân miệt đến không cách nào lại sử dụng đế binh khô lâu thánh binh mở đường khi đó chiến tuyến sẽ được mở rộng thêm vài lần cho nên kỳ thật âm phủ luôn chiếm thượng phong tốc độ thôn phệ lãnh thổ cũng không chậm chút nào tốt đi giết âm hồn lần này lam hàn không đi cùng kẻ nào hắn độc thân hành động hắn chui vào lãnh địa âm hồn, bắt đầu đại đổ sát. Thực lực của hắn hiện tại là gì? Tôn giả cửu tinh bình thường cũng bị miểu sát, cho dù gặp phải âm thánh, hắn phát động phượng dực thiên tường là có thể chạy thoát. Hơn nữa, hắn còn nắm giữ năng lượng hủy diệt, cho nên có hiệu quả khắc chế âm hồn quá mạnh. Bởi vậy, kỳ thật hắn cũng không phải quá e ngại âm thánh. Nhưng mà khô lâu thánh binh thì khác, thứ này dùng thánh liệu tạo thành, cũng không bị năng lượng hủy diệt khắc chế. Gặp được loại tồn tại này, Lang Hàn cũng chỉ có thể bỏ trốn mất dạng giết 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 hắn chém giết ở một nơi ba ngày cũng có âm thánh xuất hiện cho nên hắn vừa đánh vừa lui thẳng đến khi có một khô lâu thánh binh đến đây và đánh hắn một chiêu lăng hàn lúc này mới bỏ chạy chỉ một chiêu đã làm lăng hàn bị tổn thương không nhỏ khó trách thánh nhân cũng phải nhượng bộ lui binh khô lâu thánh binh quá đáng sợ cho dù hắn sử dụng hỗn độn cực lôi tháp ngăn cản vẫn bị chấn động đánh vỡ hai phần ba xương cốt bỏ ra hai tháng dưỡng tốt tổn thương lăng hàn tiếp tục tàn sát âm hồn lần này hắn vô cùng cẩn thận, hoàn toàn không cho khô lâu thánh binh cơ hội tới gần. Bị hắn cũng giết chết âm hồn càng ngày càng nhiều, tu vi của hắn cũng tăng lên nhanh chóng. chương năm 1037, gặp lại đế vô cực. Thiên địa ban thưởng rất tùy ý, có đôi khi sẽ tăng lên sinh mệnh bản nguyên của Lăng Hàn, có đôi khi sẽ tăng tu vi, không nhất định. Còn tốt, cả hai đều là thứ Lăng Hàn cần tới. Thời điểm trùng kích thập ngũ tinh, bản nguyên của hắn bị thương rất nghiêm trọng, gần như đứng ở bờ vực sinh tử hiện tại bản nguyên hơi khôi phục lăng hàn cũng an tâm không ít cứ như vậy hắn không ngừng chiến đấu sau khi chém giết tại nơi này vài ngày hắn đã đổi chiến trường tuyệt đối không thể cho khô lâu thánh binh có cơ hội vây kín chớ nhìn hắn chỉ có một người nhưng chiến lực của hắn có thể quét ngang dưới thánh nhân năng lượng hủy diệt lại chuyên khắc âm hồn thậm chí còn có thể giết nhiều hơn cả thánh nhân bởi vì có quan hệ tất cả chiến tuyến cũng giảm bớt áp lực vài phần người ở các chiến tuyến cảm thấy kỳ quái bởi vì đại quân âm phủ đã giảm bớt vài phần, trừ 12 khô lâu thánh binh ra, thật sự đã ít ỏi không còn bao nhiêu. Đáng tiếc, bọn họ cũng không biết rõ, Lăng Hàn đang đơn độc chém giết. 10 năm, 20 năm, 30 năm, lần này, Lăng Hàn giết càng lâu, nhưng chậm chạp không có đạt tới thập ngũ tinh đỉnh phong. Một ngày này, hắn đang huyết chiến, bỗng nhiên có khí tức đáng sợ đánh tới. Hắn hừ một tiếng, oanh, phượng dực phát động dài trăm trượng, hơn nữa còn có năng lượng hủy diệt, một kích qua đi, âm hồn tan biến. Nơi xa, âm hồn còn chưa bổ sung, nguyên nhân có một vị âm thánh xuất hiện khống chế đại quân âm hồn. Nhưng Lang Hàn cũng không có nhìn về phía âm thánh, bởi vì hắn cảm ứng được khí tức kia không phải âm hồn. "Đi ra." hắn nói, giọng nói bị lực lượng quán thông, cho dù tinh không chẳng có không khí cũng có thể truyền âm thanh. "Ha ha, Lang huynh cảm ứng thật nhạy cảm." Trong tiếng cười dài, chỉ thấy một tên nam tử đạp không đi tới, dáng người thon gầy, trên người có bảy tinh cầu lóe sáng đế vô cực lang hàn đã đoán được rất có thể đế vô cực có quan hệ với âm phủ nhưng suy đoán là suy đoán tận mắt nhìn thấy lại là chuyện khác người cấu kết âm phủ muốn hủy diệt dương gian người xứng là con của lang hoàng hay sao hắn nói đế vô cực cười nói ở trước mặt đại nghiệp vạn cổ ức vạn sinh linh tính là cái gì hơn nữa âm phủ dương gian cần phân chia rõ ràng như vậy sao chó má lang hàn nói một tiếng oanh phượng vực vỗ nhẹ và hắn lao thẳng về phía đế vô cực. Lăng Hàn, người bị giam ở giáo chủ vĩnh viễn, vì sao không tìm nơi nào đó mà sống hết đời. Đế vô cực vung trưởng nghinh kích, một lang chảo to lớn xuất hiện tấn gậy Lăng Hàn. Bành, hai người đấu một kích, Lăng Hàn bị đẩy lui ra ngoài, nói tới lực lượng, hắn khẳng định không phải là đối thủ của đế vô cực, trong cơ thể người ta dung nạp bảy tinh cầu, đây là lực lượng thánh cấp nhưng năng lượng hủy diệt tăng thêm 99 đạo quy tắc lục tinh tấn gậy cũng làm lòng bàn tay đế vô cực bị thương. Hiện tại Lăng Hàn không còn kém hắn quá nhiều, đế vô cực kinh sợ, hắn đã nửa chân bước vào thánh cấp nhưng chỉ chiếm thượng phong nhỏ bé, tên giáo chủ này mạnh đến mức nghịch thiên, không có cách gì cân nhắc theo lẽ thường. May mắn người bị giam ở giáo chủ vĩnh viễn, nếu không ta sẽ rất đau đầu. Hắn cười nói, cũng không biết đang tự an ủi mình hay cố ý kích thích Lăng Hàn. Nhưng nếu là cái sau, hắn sẽ thất vọng, bởi vì Lăng Hàn sẽ không bị đả kích. Chết, Đế Vô Cực giết tới, bảy tinh cầu rót lực lượng vào cơ thể của hắn, từ đó hắn có thể phát huy lực lượng khủng khiếp. Oanh, 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 Đế Vô Cực suốt nhiều tuyệt chiêu, là con của đại đế, thủ đoạn của hắn đa dạng, hơn nữa hắn vận dụng đế thuật thuần thục hơn xa các đế tử khác. Có thể nói, cho dù hắn không có tinh cầu trợ giúp, đánh nhau cùng cấp, thế hệ hoàng kim cũng không phải đối thủ của hắn. Nhưng mà, đối thủ của hắn lại là Lăng Hàn, hắn có tuyệt chiêu lăng hàn không có sao hỗn độn cực lôi tháp xuất hiện hắn cũng không sợ đả kích trừ phi lực lượng quá mức nghiền ép khi đó lực chấn động mới có thể giết lăng hàn nhưng ưu thế lớn nhất của đế vô cực chính là lực lượng về mặt sức mạnh không cách gì nghiền ép cho nên hắn không cách nào làm gì lăng hàn hai người đấu nhau mặc dù chiến đấu vô cùng kịch liệt nhưng cũng khó phân ra cao thấp ha ha tại sao ngươi không mang thánh thi tới lăng hàn hỏi giết ngươi đế vô cực lắc đầu không cần phải không Lăng Hàn cười một tiếng, nói, ta cũng không chơi với ngươi, mục tiêu của hắn là giết âm hồn thu được thiên địa ban thưởng, chiến đấu với đế vô cực được cái gì. Lãng phí thời gian, muốn chạy, sau lưng đế vô cực xuất hiện hư ảnh ngân lang to như ngôi sao, bỗng nhiên ngân lang thôn vệ Lăng Hàn. Hình thể quá lớn, tốc độ cũng nhanh đến mức kinh người, Lăng Hàn không thể né tránh. Ông, hắn cảm giác linh hồn bị gãy kích, ha ha, sau cường độ linh hồn với hắn, Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, sau đó hắn quát lớn thức hải lập tức thanh tịnh. a, à, người còn nắm giữ thủ đoạn Phật tộc, đế vô cực hơi kinh ngạc, lang hàn không để ý tới, phượng rực chấn động và rời đi. Âm hồn cản như thế nào, cánh lửa quét qua, âm hồn bị đốt cháy không còn. Người này thật khó giải quyết, đế vô cực nói, sau đó nhìn về một góc, người nói xem, trong tinh không chẳng có ai lại xuất hiện một người, thân mang áo đen, lưng mang trường kiếm. Ngay cả gương mặt cũng bị che phủ trong lớp vải đen. Nhưng từ đường cong lồi lõm của nàng, nàng chính là một nữ tử bị giam ở giáo chủ vĩnh viễn không cần để ý người áo đen mở miệng quả nhiên đây là một nữ tử nếu ngươi vừa rồi xuất thủng chúng ta hợp kích có thể đã lưu lại tiểu tử này đế vô cực nói nhưng cũng không dùng ngữ khí trách móc nữ tử áo đen lắc đầu người này cũng nắm giữ quỷ ảnh bộ ta vừa tới gần sẽ bị hắn phát hiện nghe nàng nói như thế hiển nhiên nàng là người chiến thần cung đế vô cực bật cười tiểu tử này thật sự bác học tuyệt chiêu gì cũng bị hắn học mấy phần được rồi, nếu hắn bị giam ở giáo chủ vĩnh viễn, chúng ta tận lực khống chế hắn, tránh hắn giết quá nhiều kéo chậm bước chân của chúng ta. Nữ tử áo đen cũng không nói lời nào, nàng ẩn vào trong tinh không tối tăm. Lại nói lăng hàn, sau khi hắn thoát khỏi đế vô cực, hắn tiếp tục càn quét âm hồn. Nhưng hắn phát hiện, số lượng âm hồn đã giảm bớt rất nhanh. Trước kia hắn giết tới nơi nào, âm hồn gần đó sẽ tuôn ra, nhất định phải giết hoặc cướp đoạt thân xác của hắn. Nhưng còn bây giờ thì sao? Chẳng những không có âm hồn tới gần, thậm chí khi vực nên có âm hồn cũng rút lui, giống như hắn là tai tinh. Kể từ đó, hiệu suất chém giết của Lăng Hàn giảm xuống rất nhanh. Chiến lực của hắn vô cùng trâu bò, nhưng cũng phải có âm hồn cho hắn giết. Các ngươi trốn là có ý gì? Lăng Hàn chỉ có thể mở rộng phạm vi gậy kích, cho dù như thế, hiệu suất chém giết âm hồn giảm đi rất nhiều. Đế vô cực, thù này đã kết lớn rồi chương 5038, xung kích tứ cực cảnh. Lăng Hàn không để ý tới tất cả, hắn chỉ lo chém giết. Kỳ hạn trăm năm đã tới gần, hắn vẫn chưa đạt tới thập ngũ tinh đỉnh phong để có thể xung kích tôn giả, hắn khó tránh khỏi sẽ nóng lòng. Lúc trước, hắn miệng tiện nói hào ngôn muốn đi đông lâm đế tộc mang chỉ mộng hàm đi. Quân tử nhất ngôn, trời sập không thay đổi. Hắn giết, 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 giết đến mức phong ngã, cuối cùng, nước chảy đá mòn, hắn đạt đến thập ngũ tinh đỉnh phong, tính toán ra, kỳ hạn trăm năm chỉ còn ba năm. Lăng Hàn không có trở về, hắn tìm kiếm tinh cầu gần đó và bắt đầu đột phá tứ cực cảnh. Cảnh giới của hắn cảm ngộ đã đủ rồi, phải biết, hắn sớm ngưng luyện ra quy tắc thất tinh, chỉ bị giới hạn ở cảnh giới không đủ lớn mạnh, cho nên, hiện tại nếu đạt đến thập ngũ tinh đỉnh phong, xung kích tứ cực cảnh không khó. Trên thực tế, khó khăn lớn nhất là đột phá thập tinh, kế tiếp chính là tích lũy, việc này cần tích lũy quá lâu. Oanh, trong thức hải, đạo quả phá vỡ và tạo thành hạt giống đây là hạt giống tứ cực lăng hàn phân biệt hạt giống sau đó tâm niệm vừa động dài bốn hạt giống điên cuồng trưởng thành mà cùng lúc đó bản thân lăng hàn cũng hóa thành một vòng xoáy khổng lồ điên cuồng thôn phệ lực lượng thiên địa và quy tắc nhưng hắn thôn phệ thế nào luôn luôn có một tia năng lượng tràn ra ngoài từ đó cây cối chung quanh sinh trưởng tươi tốt và vùi hắn xuống dưới cũng bao vây hắn ba tầng trong ba tầng ngoài tứ cực trưởng thành đây là một quá trình có dài có ngắn ngắn thì chỉ có mấy ngày dài đến mấy tháng cho nên lăng hàn không động đậy hắn liều mạng hấp thu lực lượng thiên địa cùng quy tắc gia tốc tứ cực trưởng thành nhưng mà mấy ngày trôi qua mấy tháng qua đi tứ cực trưởng thành không dừng lại dường như nó chỉ mới bắt đầu nếu có người biết khẳng định sẽ hô to không thể tưởng tượng nổi ai đột phá tứ cực cảnh cần thời gian lâu như thế nhưng lăng hàn thì khác hắn ở giáo chủ đã đạt tới thập ngũ tinh tích lũy lực lượng quy tắc kinh người như thế hóa thành chất dinh dưỡng của tứ cực có thể tiếp tục bao lâu một năm hai năm Vùng đất lang hàn bế quan hóa thành khu rừng rậm rạp, hơn nữa, nguyên nhân năng lượng thiên địa nồng đậm, lại thêm có mảnh vỡ quy tắc tẩm bổ, nơi này sinh ra rất nhiều linh dược. Tuy không phải tiên dược, giá trị có hạn, nhưng cũng hấp dẫn rất nhiều người hái thuốc. Một ngày này, ba người trẻ tuổi đi tới, theo thứ tự là một nam hai nữ. Thổ tử ca, người nói tại sao nơi này lại có nhiều linh dược như vậy? Nữ tử áo đỏ tò mò nói, đúng vậy, chúng ta đã ở đây vài chục năm, tất cả rất bình thường tại sao đột nhiên có nhiều linh dược như thế? Nữ tử áo tím nói, nam tử duy nhất gãi đầu, nói, ta cũng không hiểu, nhưng có thuốc hái là có thể đổi ra tiền. Bọn họ bắt đầu tìm kiếm, linh dược nơi này lớn rất nhanh, thế nhưng không chịu nổi ba ngày hai hái, cho nên, bọn họ không hề có thu hoạch. Không bằng chúng ta đi vào trong tìm, thổ tử ca nói, hai nữ tử sợ hãi nói, phụ thân nói, nơi này nhất định có thần minh, cho nên, chúng ta không quấy rầy mới tốt nữ tử áo tím nói nhưng các ngươi không muốn cứu nghiêu thuốc sao thổ tử ca nói không có linh dược đổi tiền bệnh của nghiêu thuốc làm sao chữa hai nữ do dự một chút đều gật đầu bọn họ dùng liêm đao mở đường cũng đi sâu vào rừng rậm nơi này cây cối lớn lên rất nhanh có thể dùng làm nhà và làm cột cho nên tiến lên lên rất gian nan bỏ ra thời gian dài ba người đã đi sâu vào rừng Wow, nơi này có thật nhiều linh dược bọn họ mừng rỡ nơi này có linh dược mọc thành phiến mấy người hái thuốc rất sợ hãi, nghe nói trong rừng rậm có đại yêu gì đó cho nên không dám tiến vào, nếu không, linh dược khẳng định đã sớm bị hái sạch. a à, chỗ đó, nữ tử áo tím chỉ đằng trước, chỉ thấy vô số nhánh dây đan vào nhau và tạo thành một cái lồng to lớn, dường như bên trong có đồ vật gì đó. Chớ để ý, cứ hái thuốc, đổi tiền chữa bệnh cho phụ thân. Nữ tử áo đỏ nói, ân, ba người hái thuốc, thu hoạch cực lớn, cũng nhanh chóng hái đầy giỏ trúc. Thần Minh Đại Nhân, cảm ơn ngài nữ tử áo đỏ và áo tím cùng quỳ xuống dập đầu ba cái với chiếc lồng. Thổ tử ca cũng hợp hai tay thành chữ thập và hành lễ. Ha ha, các người thu hoạch thật lớn đấy. Lúc này, một giọng nói vang lên, ba người vội vàng quay đầu, chỉ thấy nơi bọn họ mở đường có hai tên nam tử đi tới, dáng vẻ lưu manh, vừa nhìn đã biết không phải người tốt. Có quan hệ gì với các người chứ? Nữ tử áo đỏ trách mắng, trên mặt đầy xương lạnh. Hai tên nam tử này là vô lại trong thôn, một là Mã Tam, một là trương đông cả ngày chơi bời lêu lỏng không tính còn thích đùa giỡn nữ tử trương đông cười nói thổ tử ngươi diễm phúc không cạn một long phi hai phượng nha có cảm thấy chân run hay không đến để ca ca chia sẻ thay ngươi lời này quá lưu manh hai nữ tử căn bản nghe không rõ nhưng vẫn biết rõ là lời nói hạ lưu cút đi các nàng quát mắng các nàng không muốn nói với đám lưu manh này hắc hắc hai tên vô lại đều cười nói đại nữ nhị nữ Chúng ta nhìn chằm chằm vào các ngươi không phải một ngày hai ngày, cơ hội tốt như thế, hôm nay không chơi các ngươi thì lãng phí cơ hội ông trời cho chúng ta. Nơi này chính là cấm địa, trong thôn không người nào dám đi vào, các ngươi lại tự mình chạy tới. Cho nên, nơi này chôn ba người các ngươi, có ai biết đâu. Nghe hai người nói như thế, sắc mặt ba người kia thay đổi. Mặc dù bọn họ có ba người nhưng hai nữ nhân làm gì có sức chiến đấu. Hơn nữa, thổ tử bình thường chỉ là chăn trâu, ngẫu nhiên hái thuốc làm gì có sức chiến đấu. Cho nên, cho dù ba đánh hai, bọn họ cũng không có phần thắng. Làm sao bây giờ, hai tên vô lại ôm suy nghĩ hạ lưu, dù các nàng chết cũng chết không rõ ràng. Lúc này, các nàng dối rắm hai tên vô lại đã tới gần các nàng. Ta liều mạng với các ngươi, thổ tử sông lên, nhưng chiến lực của hắn cặn bã nên bị mã tam đánh té xuống đất và hôn mê. Hắc hắc hắc, ha ha ha, hai tên vô lại đều cười dâm đáng, bọn họ đã thèm hai đóa hoa trong thôn từ lâu, hôm nay cũng có cơ hội thưởng thức ai đúng lúc này chỉ nghe có tiếng thở dài vang lên ai hai tên vô lại giật mình nơi này còn có người thứ sáu nhưng bọn họ nhìn chung quanh không có ai đã xảy ra chuyện gì bọn họ nghe lầm nhưng một người nghe lầm còn có thể tại sao có việc hai người nghe lầm hai nữ tử nhìn vào cái lồng bằng dây leo trực giác các nàng cho rằng âm thanh phát ra từ cái lồng thần minh bị chọc giận hai nữ đều nói dám làm loạn trong vùng đất thần minh không phải đang chọc giận thần minh hay sao? Bang, đúng lúc này, cái lồng bằng dây leo vỡ ra. Chương 5039, cuối cùng cũng thành tôn giả. Cái gì? Hai tên vô lại đều trợn mắt há hốc mồm, càng làm ra đầu người ta tê dại. Mấy năm qua có nghe đồn, trong rừng rậm có đại yêu nên mới sinh ra biến hóa như thế, hiện tại tự nhiên cũng dọa rất nhiều người. Bang, nhánh dây bị phá vỡ, chỉ thấy bên trong có một nam tử trẻ tuổi đi ra, nhìn hắn chỉ khoảng 20 tuổi trong lòng bọn họ nhận định nơi này có yêu quái ngươi là cái dễ hành gì trương đông quát lang hàn mỉm cười rốt cuộc hắn cũng trở thành tứ cực cảnh kể từ hôm nay hắn là tôn giả ta đang có tâm tình rất tốt nhưng các ngươi lại phá hư tâm tình của ta hắn lắc đầu sau đó búng tay một cái ba ba chỉ thấy trương đông cùng mã tam biến mất không thấy đâu nữa chết rồi ngay cả bụi cũng không còn thừa cảm ơn thần minh đại nhân hai nữ tử vội vàng quỳ xuống dập đầu Lăng Hàn khoát tay áo, hắn xé mở không gian rời đi. Kỳ hạn trăm năm gần trong gang tắc, hắn cần phải đi đông lâm đế tộc. Hiện tại hắn đã thành tôn, năng lực xuyên qua hư không mạnh bao nhiêu. Có thể so với thánh nhân, chỉ mất ba ngày, hắn đã đi tới đông lâm tinh. Lúc này, khoảng cách đại hôn của trì mộng hàm còn có bảy ngày. Thời gian thật đủ gấp, Lăng Hàn thì thào, hắn đứng trên một ngọn núi và bắt đầu kiểm tra thực lực của mình. Hắn biết rõ, sau khi chính mình bước vào tôn giả, thực lực khẳng định sẽ tăng lên rất lớn, hắn còn không biết mình mạnh cỡ nào. Vung tay lên, 20 đạo quy tắc thất tinh xuất hiện. Mẹ nó, nếu nhìn thấy cảnh này, tôn giả khác sẽ bị dọa tè ra quần. Nguyên nhân 20 đạo quy tắc thất tinh chính là cực hạn của tôn giả, chỉ có thể vô hạn đạt tới chứ không phải đạt tới chân chính. Nhưng lang hàn thì sao? Hắn chỉ là tôn giả nhất tinh mà thôi. Nếu hắn đạt tới cửu tinh, một kích của hắn sẽ có bao nhiêu đạo quy tắc thất tinh? Không có cách, từ giáo chủ thập ngũ tinh đột phá, Lăng Hàn muốn không biến thái cũng không được. Quét ngang tôn giả, đây nhất định không có vấn đề, mấu chốt là, ta có thể ngang hàng với thánh nhân sao. Lăng Hàn lại đánh ra một kích, mặc dù vẫn là 20 đạo quy tắc nhưng lại đan vào nhau. Quy tắc đan vào nhau, chiến lực có thể tăng thêm một bước. Từ kinh nghiệm của ta, 20 đạo quy tắc thất tinh có thể ngang hàng với hai đạo quy tắc bát tinh. Lăng Hàn thì thào, nói cách khác, hắn có chiến lực của thánh nhân nhị tinh. Trên thực tế, người có thể thành thánh còn có thể là người bình thường sao cho nên ta chỉ có thể ngang hàng với thánh nhân nhất tinh chuyện này còn có gì mà không vừa lòng hắn chỉ là tôn giả nhất tinh đấy lang hàn gật đầu nếu như suy đoán của hắn không có sai như vậy trên phương diện quy tắc hắn thật sự có thể ngang hàng thánh nhân lực lượng có thể ngang hàng cho dù như thế nào hắn là thể tu nhưng trung quy không thể đền bù tranh lệch cảnh giới lớn như thế nhưng ta còn có thủ đoạn khác lang hàn tâm niệm vừa động một đạo địa khí xuất hiện dưới chân và hóa thành chính hắn. Đáng tiếc, thực lực vẫn không đạt tới thánh cấp, nhưng không sao, nguyên nhân số lượng còn nhiều. Từng lang hàn xuất hiện bên người hắn, tổng cộng 99 cái. Dường như đây là cực hạn, ta còn có dư lực nhưng lại không cách nào triệu hồi ra địa khí mới. Quên đi, lang hàn cười nhạt, đây chính là đòn sát thủ của hắn. Hắn lại vung tay lên, chỉ thấy bốn trụ đá xuất hiện và chấn áp ở chung quanh hắn. Đây là tứ cực của hắn, tứ cực đều là quy tắc tạo thành, mà cùng là quy tắc thất tinh, tự nhiên không có chia cao thấp, cho nên tứ cực nhìn qua đều không khác gì nhau. Có tiên dược có thể tăng phẩm chất tứ cực lên, giao phó cho tứ cực một chút tác dụng đặc biệt, nhưng ít đến thương cảm. Tứ cực của ta giống như viễn cổ tiên môn, nhưng có gì hữu dụng đâu, lăng hàn gãi gãi đầu, nhất định sẽ biết rõ trong chiến đấu. Hắn quan sát tứ cực của mình, mỗi một cây cực trụ đều có ký hiệu, lại bị hỗn độn khí bao trùm, chỉ có thể mơ hồ thấy rõ hình dạng, cũng không cách nào phân biệt rõ ràng. A, à, tứ cực của ta có một vòng, một vòng đại biểu nhất tinh, hai vòng đại biểu nhị tinh, tại sao ta không có vòng, không đạt lại có ký hiệu? Một cái ký hiệu đại biểu cho tôn giả nhất tinh. Lăng Hàn ngây người, nhưng hắn đạt đến thập ngũ tinh trong cấp 6 chủ, hiện tại thành tựu tôn giả, khẳng định cũng không giống bình thường. Được rồi, mặc kệ ký hiệu hay vòng, chỉ cần thực lực của ta đủ mạnh là được. Còn có 7 ngày, ta nên thích ứng chiến lược một chút, tránh xuất thủ quá nặng đánh chết người khi đó không dễ chơi. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Đông Lâm Tinh càng ngày càng náo nhiệt. Không dùng mấy ngày, tử vi đế tộc sẽ sớm tới đón dâu, xuất giá chính là đế nữ Trì mộng hàm, đương nhiên sẽ cử hành thịnh yến vô cùng xa hoa trên Đông Lâm đế tộc. Hai đế tộc thông ra, bản thân đây là đại sự kiện, huống chi việc này còn liên lụy tới Lăng Hàn. Lúc trước Lăng Hàn từng thả hào ngôn, nói sẽ đến Đông Lâm đế tộc mang Trì mộng hàm rời đi. Như vậy, kỳ hạn đã tới, nếu như chỉ mộng hàm bị rước về tử vi đế tộc, Lăng Hàn sẽ vĩnh viễn không hoàn thành hứa hẹn này. Cho nên, tất cả mọi người muốn biết, Lăng Hàn có tới hay không. Với thói quen và tác phong làm việc của Lăng Hàn, hắn nhất định sẽ tới. Nhưng nghe nói Bách Lý Thiên đã thành tựu thánh vị, Lăng Hàn tới làm gì? Dưới thánh nhân, tất cả đều là sâu kiến. Tin tức mới nhất, tin tức mới nhất, Bách Lý Thiên cũng không có thành thánh, mà là chuẩn thánh. Luôn có nhân sĩ tin tức linh thông thăm dò ra cơ mật, sau đó cũng truyền bá khắp tinh võng. Truyền thánh, có thể nói là bán thánh, đã có một chân bước vào thánh vị, có thể vận dụng một bộ phận thánh lực. T, chiến lực thánh cấp nghiền ép tất cả, cho dù là bán thánh cũng có thể giết tôn giả dễ dàng. Không phải cứ đã qua trăm năm, Bách Lý Thiên còn không phải thành thánh chân chính. Khốn kiếp, người đứng đấy nói chuyện không đau eo, người cũng không nghĩ một chút, thời kỳ thiên hạ không đế, thánh nhân chính là lực lượng mạnh nhất, đã đứng ở đỉnh của tinh không. Đúng, đừng nói trăm năm cho dù vạn năm thành thánh cũng là việc kinh khủng. Không hổ là mạnh nhất trong thế hệ Hoàng Kim, đế tử thiên bây giờ cũng chỉ hơn 300 tuổi cũng đã là bán thánh, nhiều lắm là trăm năm, hắn nhất định có thể trở thành thánh nhân chân chính. Toàn bộ lịch sử, tốc độ như vậy cũng xem như đỉnh cấp. Nhưng ta nghe nói nhập thánh không phải càng sớm càng tốt, trong lịch sử có rất nhiều thánh nhân cường đại rõ ràng đã sớm có thể nhập thánh nhưng cố ý lắng động mấy ngàn năm hoặc vạn năm chỉ vì muốn tu hành cảnh giới tới mức hoàn mỹ. Cho nên, có lẽ đế tử thiên cũng không phải không thể thành thánh nhân chân chính, mà là muốn truy cầu hoàn mỹ. Ân, việc này đặc biệt có khả năng. Trên tinh võng, mọi người nghị luận ầm ý, một bộ phận cho rằng Bách Lý Thiên đã tận lực, một bộ phận khác cho rằng hắn có thể bảo tồn, là cố ý muốn truy cầu hoàn mỹ. Mặc kệ những lời nghị luận này, cuối cùng cũng đến ngày chỉ mộng hàm xuất giá.